Sách xuất Ai Cập ký chương 1. Dân Israel bị áp bức. Sau đây là các con trai Israel đã theo Jacob xuống Ai Cập với gia đình mình: Ruben, Simeon, Levi và Judah, Issachar, Zabulon và Benjamin, Dan, Naphtali, Gad và Aser. Tổng cộng số con cháu Jacob là 70 người, còn Joseph đã ở trong xứ Ai Cập. Thế rồi Joseph, tất cả anh em và tất cả người đồng thời với ông đều qua đời. Nhưng dân Israel sinh sôi nảy nở rất nhiều, trở nên rất đông đảo, mạnh mẽ và ở đầy cả xứ. Sau đó, có một người mới lên ngôi cai trị Ai Cập, và vua này không biết Joseph. Vua bảo thần dân rằng: "Kìa, dân Israel bây giờ quá đông và mạnh hơn chúng ta. Chúng ta phải khôn khéo đối xử với họ, e rằng họ cứ tiếp tục gia tăng, và đến khi có chiến tranh, họ sẽ cấu kết với quân thù, đánh lại chúng ta và trốn thoát khỏi xứ." Vậy người Ai Cập đặt những cai nô áp bức dân Israel bằng cách cưỡng bức họ lao động để xây dựng thành Phi-thom và Ram-xê làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng càng bị áp bức bao nhiêu, dân Israel càng sinh sôi nảy nở và tràn lan bấy nhiêu. Vì vậy, người Ai Cập sợ người Israel và càng bắt họ phục dịch cực khổ, khiến người Israel có cuộc sống cay đắng vì phải làm lụng nặng nhọc trong việc nhồi đất sét, làm gạch và phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Trong mọi công việc, người Ai Cập bắt người Israel làm việc cực khổ. Vua Ai Cập bảo các cô đỡ của người Hebrew là Shepra và Phua rằng: "Khi đỡ cho các sản phụ Israel, hai người phải xem trên bàn xanh. Nếu đứa bé là con trai, hãy giết nó đi. Nếu là con gái, cứ để cho sống." Tuy nhiên, mấy cô đỡ này có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, không làm theo chỉ thị của vua Ai Cập và cứ để cho các bé trai sống. Vua Ai Cập đòi hai cô đỡ này đến và hỏi: "Tại sao các ngươi làm như vậy? Tại sao các ngươi để cho những đứa con trai sống?" Hai cô đỡ đáp: "Phụ nữ Hebrew không phải như phụ nữ Ai Cập. Họ rất khỏe mạnh, và trước khi cô đỡ đến, họ đã sinh rồi. Đức Chúa Trời ban phước cho mấy cô đỡ và dân Israel cứ ngày càng đông và rất mạnh. Vì mấy cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài cho gia đình họ thịnh vượng." Sau đó, Pharaon ra lệnh cho toàn dân phải ném tất cả con trai của dân Hebrew xuống sông Nin, còn con gái thì để cho sống. Sách xuất Ai Cập ký chương 2. Môi-se ra đời. Một người trong nhà Lê-vi đi cưới một thiếu nữ Lê-vi. Cô này thụ thai và sinh một bé trai. Thấy con mình xinh đẹp, cô giấu con trong 3 tháng. Nhưng khi thấy không thể nào giấu con lâu hơn nữa, cô lấy một cái thúng bằng cói, đem chát nhựa thông và dầu hắc đặt con vào thúng, rồi đem thả giữa các bụi sậy dọc bờ sông Nin. Chị của cậu bé đứng ở đằng xa để xem thử có gì xảy ra cho em mình không. Lúc ấy, công chúa Ai Cập xuống sông tắm, trong khi các nữ tỳ đi dọc trên bờ sông. Công chúa thấy cái thúng giữa các bụi sậy, nên sai nữ tỳ vớt thúng lên. Khi mở thúng ra, công chúa thấy cậu bé đang khóc. Công chúa động lòng thương cậu bé, nói rằng:
Đây là con của một người Hebrew. Chị cậu bé nói với công chúa: Công chúa muốn tôi kiếm một bà vú nuôi Hebrew để nuôi em bé cho công chúa không? Công chúa đáp: Phải, đi đi. Cô chị liền chạy đi gọi mẹ em bé đến. Công chúa bảo bà đem em bé này về nuôi bú cho ta sẽ trả công cho. Bà nhận đứa bé và nuôi vú nó. Khi đứa bé đã khôn lớn, bà dẫn nó vào cung trao cho công chúa. Công chúa nhận cậu bé làm con, đặt tên là Môi-se vì nói rằng ta đã vớt nó ra khỏi nước. Môi-se trốn qua Madian. Môi-se đã trưởng thành. Một ngày kia, ông đến thăm anh chị em của mình và thấy họ làm việc cực nhọc. Ông cũng thấy một người Ai Cập đánh đập một người Hebrew là anh chị em của mình. Ngó quanh quất, không thấy ai. Môi-se liền giết người Ai Cập và đem vùi dưới cát. Qua hôm sau, ông lại ra và thấy hai người Hebrew đang đánh lộn. Môi-se hỏi người có lỗi rằng: Sao lại đánh anh chị em mình? Người ấy nói: Ai đặt anh làm cai trị và xét xử chúng tôi? Anh định giết tôi như đã giết người Ai Cập sao? Môi-se sợ hãi, nghĩ thầm rằng: Việc ta làm chắc đã bại lộ rồi. Khi việc đến tai Pharaon, vua tìm bắt Môi-se để xử tử, nhưng ông đã tẩu thoát khỏi mặt Pharaon qua xứ Madian và đến ngồi bên một giếng nước. Một thầy tế lễ Madian có 7 con gái. Các cô này đến giếng để múc nước đổ đầy các máng cho bầy gia súc của cha họ uống. Có mấy người chăn chiên đến đuổi họ, nhưng Môi-se đứng ra bênh vực các cô gái và cho bầy của họ uống. Khi họ về đến nhà, cha họ là Rê-tu-ên hỏi: Hôm nay các con về sớm vậy? Họ đáp: Có một người Ai Cập giải cứu chúng con thoát khỏi tay bọn chăn chiên và còn múc nước cho chúng con và bầy gia súc uống. Cha hỏi tiếp: Người ấy đâu? Sao các con bỏ đi vậy? Hãy mời người ấy ăn bữa cơm. Môi-se bằng lòng ở lại với Rê-u-ên và ông gả con gái Sê-phô-ra cho Môi-se. Sê-phô-ra sinh một con trai. Môi-se đặt tên là Gẹt-sôn vì nói rằng tôi là kiều dân nơi đất ngoại quốc. Trong khoảng thời gian khá dài đó, vua Ai Cập qua đời. Dân Israel ta thán dưới ách nô lệ và tiếng khóc của họ lên đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nghe tiếng ta thán đó và nhớ lại giao ước Ngài đã lập với Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đoái xem dân Israel và lưu tâm đến họ. Sách Xuất Ai Cập Ký, chương 3. Môi-se và bụi gai cháy. Môi-se chăn 7 chiên của Giê-tru, ông gia mình, và là thầy tế lễ Madian. Ông dẫn đàn chiên đến mé xa của sa mạc và đến gần Horeb là núi của Đức Chúa Trời. Ở đây, thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra với ông trong một ngọn lửa giữa bụi gai đang cháy. Môi-se nhận thấy bụi gai cháy nhưng không tàn rụi. Vì vậy, Môi-se tự nhủ: Ta lại đó xem hiện tượng kỳ lạ này. Tại sao bụi gai cháy mà không tàn? Chúa thấy Môi-se lại gần để xem. Đức Chúa Trời từ bụi gai gọi ông: Môi-se, Môi-se. Môi-se đáp: Dạ, con đây. Chúa phán: Đừng lại gần. Cởi dép ra, vì chỗ con đứng là đất thánh. Rồi Chúa phán tiếp: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Nghe vậy, Môi-se che mặt lại,
vì sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Chúa phán: Ta thật đã thấy hết nỗi khổ nhục của dân ta tại xứ Ai Cập. Ta đã nghe tiếng ta thán của họ vì những tên cai nô, và ta lưu ý đến nỗi thống khổ của họ. Vì vậy, ta xuống để giải cứu họ ra khỏi tay người Ai Cập và đem họ vào xứ tốt đẹp, rộng rãi, xứ tuôn tràn sữa và mật ong, là đất của các dân Canaan, Hethit, Amorit, Perizzit, Hevit và Jebusit. Tiếng kêu của dân Israel đã thấu đến ta, và ta đã thấy cách dân Ai Cập áp bức họ. Vậy, con hãy đi, ta sai con đến với Pharaoh để đem dân ta ra khỏi Ai Cập. Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời: Con là ai mà dám đến với Pharaoh để đem dân Israel ra khỏi Ai Cập? Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ ở với con, và đây là dấu hiệu cho con biết chính ta đã sai con. Khi con đã đem dân ta ra khỏi Ai Cập, các con sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời trên chính núi này. Môi-se thưa với Đức Chúa Trời: Dạ thử, con đến nói với dân Israel. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta sai tôi đến với anh chị em, và họ hỏi con: Ngài tên chi? Thì con phải trả lời thế nào? Đức Chúa Trời đáp: Ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Đây là điều con phải nói với dân Israel: Đấng tự hữu, hằng hữu sai tôi đến với anh chị em. Đức Chúa Trời cũng bảo Môi-se: Con hãy nói với dân Israel: Chúa, Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob đã sai tôi đến với anh chị em. Đó là danh hiệu vĩnh viễn của ta. Danh hiệu phải được ghi nhớ từ thế hệ này đến thế hệ khác. Con cũng hãy triệu tập các bô lão Israel và nói với họ: Chúa, Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob đã hiện ra với tôi và phán rằng: Ta đã chăm nom các con và đã thấy rõ cảnh huống chi các con đang chịu đựng trong xứ Ai Cập. Ta đã hứa đem các con ra khỏi cảnh khốn cùng ở Ai Cập và đem các con vào đất của các dân Canaan, Hethit, Amorit, Perizzit, Hevit và Jebusit, là đất tuôn tràn sữa và mật ong. Các bộ lão Israel nghe theo con, rồi con và những người đó sẽ yết kiến vua Ai Cập và nói với vua: Chúa, Đức Chúa Trời của người Hebrew đã hiện ra với chúng tôi. Xin cho chúng tôi đi 3 ngày đường vào sa mạc để dâng tế lễ cho Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nhưng ta biết vua Ai Cập sẽ không để cho các con đi nếu ta chưa dùng tay quyền năng bắt buộc vua. Như vậy, ta sẽ đưa tay ta đánh dân Ai Cập với các phép lạ. Ta sẽ làm giữa vòng họ, rồi đến cuối cùng, họ sẽ để các con ra đi. Ta cũng sẽ khiến dân Ai Cập có thiện cảm với các con. Khi rời xứ đó, các con sẽ không ra đi tay không. Phụ nữ Israel sẽ hỏi xin hàng xóm láng giềng và phụ nữ sống trong nhà họ những món nữ trang bằng bạc, bằng vàng và áo sống để mặc cho các con trai con gái mình. Như vậy các con sẽ lột trần dân Ai Cập. Sách Xuất Ai Cập Ký, chương 4. Các dấu kỳ phép lạ Chúa ban cho Môi-se. Nhưng Môi-se thưa lại: Nếu họ không tin, cũng không chịu nghe con, mà lại nói rằng Chúa đâu có hiện ra với ông, thì sao? Chúa hỏi Môi-se: Con đang cầm cái gì trong tay? Môi-se thưa: Một cây gậy. Chúa bảo: Con hãy ném cây gậy xuống đất. Môi-se ném cây gậy xuống đất, và cây gậy biến thành con rắn. Môi-se chạy trốn con rắn, nhưng Chúa bảo ông: Con đưa tay ra, nắm lấy đuôi con rắn đi. Môi-se đưa tay,
nắm con rắn và rắn lại thành cây gậy trong tay Môi-se. Chúa phán, phép lạ này để cho họ biết rằng Chúa, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob đã hiện ra với họ. Chúa bảo, con hãy đặt vào bụng. Môi-se đặt tay vào bụng. Khi rút tay ra, ông thấy tay bị phung trắng như tuyết. Chúa lại bảo, bây giờ con đặt tay vào bụng trở lại. Môi-se đặt tay vào bụng và khi ông rút tay ra, tay đã lành lặn như những chỗ khác. Sau đó, Chúa phán, nếu họ không tin con hay không chú ý đến phép lạ thứ nhất, họ có thể tin phép lạ thứ nhì. Nhưng nếu họ không tin hai dấu lạ ấy hay không nghe con hãy lấy nước dưới sông Nin và đổ ra trên đất khô. Nước con lấy dưới sông Nin sẽ trở thành máu trên mặt đất. Môi-se thưa với Chúa, thưa Chúa, con đâu có tài hùng biện, trong quá khứ đã vậy, mà từ khi Chúa phán với con cũng chẳng hơn gì, vì miệng lưỡi con chậm chạp, ngập ngừng. Chúa hỏi ông, ai tạo ra miệng, ai làm điếc, làm câm, ai ban thị giác, và ai làm đuôi mù, có phải ta, Chúa không? Con cứ đi đi, ta sẽ giúp miệng lưỡi con và chỉ dạy cho con điều phải nói. Nhưng Môi-se vẫn chối từ. Thưa Chúa, xin Chúa sai người khác làm việc đó. Cơn giận của Chúa phừng lên nghịch cùng Môi-se và Ngài hỏi, còn A-rôn, người Lê-vi anh con, thì sao? Ta biết anh con nói giỏi, A-rôn đang đến đây kiếm con và sẽ vui mừng lắm khi gặp mặt con. Con sẽ nói với anh con và đặt lời con trong miệng người ấy. Chính ta sẽ giúp đỡ hai anh em con ăn nói và sẽ dạy các con điều phải làm. A-rôn sẽ thay con nói chuyện với dân chúng và con sẽ như miệng lưỡi của A-rôn và như Chúa của người ấy. Con cầm gậy trong tay để có thể dùng gậy làm các phép lạ. Môi-se trở về gặp Giê-trô, ông già mình, và thưa rằng, xin cha cho con trở về với dân tộc con tại Ai Cập để xem họ sống chết thế nào. Giê-trô đáp, chúc con lên đường bình an. Chúa đã phán dạy Môi-se trong xứ Ma-đi-an rằng, con cứ trở lại xứ Ai Cập vì những người tìm giết con đã chết hết rồi. Môi-se đỡ vợ con lên lưng lừa và trên đường trở về Ai Cập, trong tay có cầm cây gậy của Đức Chúa Trời. Chúa phán dặn Môi-se, khi trở về Ai Cập, con sẽ làm trước Pharaon các dấu kỳ phép lạ với quyền năng ta ban cho con. Nhưng ta sẽ làm cứng lòng vua Ai Cập để người ấy không cho phép dân chúng ra đi. Khi ấy, con hãy nói với Pharaon, Chúa phán, Israel là con trưởng nam ta, và ta bảo ngươi, hãy để cho con ta đi, để nó có thể thờ phượng ta. Nhưng nhà ngươi từ chối, không để con ta ra đi, như vậy ta sẽ giết con trưởng nam của ngươi. Dọc đường, Chúa gặp Môi-se trong một quán trọ và suýt giết ông. Nhưng Sê-phô-ra lấy con dao đá, cắt dương bì của con mình, ném đụng vào chân Môi-se và nói, anh chính là chàng rể dính máu của tôi. Nhờ vậy, Chúa để cho ông yên khi nói, chàng rể dính máu, Sê-phô-ra đề cập đến lễ cắt bì. Chúa phán dạy A-rôn, con đi vào sa mạc để gặp Môi-se. Như vậy, ông gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời và hôn anh em mình. Môi-se thuật lại cho A-rôn tất cả những điều Chúa bảo ông và cũng kể lại các dấu kỳ phép lạ Chúa ra lệnh cho ông thi hành.
Môi-se và A-rôn triệu tập các bô lão Israel, rồi A-rôn thuật lại cho họ mọi điều Chúa đã phán với Môi-se. Ông cũng làm các phép lạ trước mặt dân chúng, và những người ấy tin lời ông khi nghe rằng Chúa lưu tâm đến họ và thấu rõ nỗi đau của họ. Họ liền cúi đầu thờ phượng. Sách Xuất Ai Cập Ký. Làm gạch không rơm. Sau đó, Môi-se và A-rôn yết kiến Pharaon và thưa Chúa: Đức Chúa Trời của Israel phán rằng: Hãy để dân ta đi, để họ có thể thờ phượng ta trong sa mạc. Pharaon hỏi ông: Chúa là ai mà ta phải vâng lời để cho Israel ra đi? Ta chẳng biết Chúa là ai, và cũng chẳng cho dân Israel đi đâu. Môi-se và A-rôn thưa: Đức Chúa Trời của người Hebrew đã viếng thăm chúng tôi. Bây giờ xin bệ hạ cho chúng tôi đi 3 ngày đường vào sa mạc để dâng tế lễ cho Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nếu không, Ngài sẽ dùng hạch dịch và gươm dao hình phạt chúng tôi. Tuy nhiên Pharaon trả lời: Môi-se và A-rôn, tại sao ông làm cho họ ngưng công việc như vậy? Về làm việc đi. Vừa nói tiếp, dân số trong xứ đã lên rất cao, mà mấy ông lại xui cho họ bỏ bê công việc. Ngay hôm sau, Pharaon ban lệnh này cho các cai nô và đốc công: Đừng cấp rơm cho dân làm gạch như trước nữa, để chúng tự đi kiếm rơm lấy. Nhưng vẫn bắt chúng phải làm đủ số lượng gạch như trước, chớ không được giảm bớt mức sản xuất, để chúng đừng để ý đến những lời dối trá. Các cai nô và đốc công đi ra nói với dân rằng: Đây là lệnh của Pharaon, ta sẽ không cấp rơm như trước nữa. Mỗi người phải tự đi kiếm rơm, ở đâu thì đi, nhưng không được giảm bớt mức sản xuất. Dân chúng phân tán ra đi khắp Ai Cập để kiếm rạ thay cho rơm. Các cai nô cứ đốc thúc, mỗi ngày phải làm cho xong phần việc như khi được cấp rơm vậy. Các trưởng toán người Israel do các cai nô chỉ định bị họ đánh đập và hạch sách: Sao hôm qua và hôm nay các ngươi không sản xuất đúng mức ấn định như trước? Các trưởng toán người Israel đến kêu van với Pharaon: Sao bệ hạ đối xử với các tôi tớ bệ hạ như vậy? Chúng tôi không được cấp rơm nhưng vẫn cứ nhận được lệnh làm gạch đi. Tôi tớ của bệ hạ bị đánh đập, nhưng lỗi là lỗi của dân bệ hạ. Pharaon đáp: Làm biếng, các anh là bọn làm biếng, vì vậy mà các anh cứ đòi xin cho chúng tôi đi dâng tế lễ cho Chúa. Trở về làm việc đi, chẳng ai cấp rơm cho đâu, nhưng mức sản xuất gạch vẫn giữ nguyên như cũ. Các trưởng toán dân Israel rất bối rối khi nghe câu chẳng ai cấp rơm cho đâu, nhưng mức sản xuất gạch vẫn giữ nguyên như cũ. Khi lui ra khỏi cung vua, họ gặp Môi-se và A-rôn đang đứng chờ họ, nên nói rằng: Xin Chúa xem xét và xử đoán hai ông. Hai ông đã làm chúng tôi thành một vật hôi hám trước mặt Pharaon và quần thần, và hai ông đã đưa lưỡi gươm cho họ giết chúng tôi. Môi-se trở về với Chúa và thưa: Lạy Chúa, sao Chúa lại mang họa đến cho dân này? Chúa sai con đến với họ là vì mục đích ấy sao? Từ lúc con đến với Pharaon để nhân danh Chúa mà nói thì vua càng ngược đãi dân này, nhưng Chúa lại chẳng giải cứu họ. Xuất Ai Cập Ký chương 6. Lúc ấy Chúa phán với Môi-se: Bây giờ con sẽ thấy việc ta làm cho Pharaon, vì tay quyền năng của ta, vua ấy sẽ trục xuất dân ra khỏi xứ. Đức Chúa Trời phán tiếp với Môi-se: Ta là Chúa, ta đã hiện ra với Abraham, Isaac và Jacob với danh hiệu Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng ta không hề tỏ cho họ danh hiệu
Chúa. Ta cũng lập giao ước với họ để ban cho họ xứ Canaan, là xứ họ đã kiêu ngụ như người ngoại quốc. Ta đã nghe tiếng ta thán của dân Israel, là dân bị người Ai Cập bắt làm nô lệ, và ta nhớ lại giao ước ta, và ta nhớ lại giao ước của ta. Vậy, con hãy nói với dân Israel rằng, ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ đem các ngươi ra khỏi ách của người Ai Cập. Ta sẽ phóng thích các ngươi khỏi vùng nô lệ. Ta sẽ cứu chuộc các ngươi bằng cách, ta sẽ cứu chuộc các ngươi bằng cánh tay đưa thẳng ra và đoán phạt người Ai Cập với các việc quyền năng. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta và ta làm Đức Chúa Trời các ngươi. Khi đó các ngươi sẽ biết ta là Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đem các ngươi ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Ta sẽ đem các ngươi vào xứ ta đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob. Ta sẽ cho các ngươi xứ ấy làm sản nghiệp. Ta là Chúa. Môi-se thuật lại những lời này cho dân Israel, nhưng họ không chịu nghe ông, vì họ thất vọng và vì ách nô lệ quá nặng nề. Chúa lại phán bảo Môi-se: Con đến nói với Pharaon, hãy để cho dân Israel ra khỏi xứ. Nhưng Môi-se thưa với Chúa: Nếu dân Israel đã không nghe con, là người nói ngập ngừng hay sao? Chúa lại phán với Môi-se và Aaron về dân Israel và về Pharaon vua Ai Cập. Ngài truyền lệnh cho họ đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Gia phả của Môi-se và Aaron. Sau đây là danh sách các trưởng tộc của họ. Các con trai của Ruben, trưởng nam của Israel là Henoc, Phalu, Hetron, Cadmi, đó là các tộc trưởng của Ruben. Các con trai của Simeon là Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Soha và Sauler, có mẹ là người Canaan. Đó là các tộc của Simeon. Đây là tên của các con trai Levi theo gia phả Gerson, Kehat và Merari. Levi thọ 137 tuổi. Các con trai của Gerson tùy theo tộc là Libni và Simei. Các con trai của Kehat là Amram, Rizseha, Hebron và Uziel. Kehat thọ 130 tuổi. Merari có hai con trai, Mahli và Musi. Amram cưới Jekebet là cô mình, sinh Aaron và Môi-se. Amram thọ 137 tuổi. Đít-xê-ba có ba con trai, Kore, Nê-phết và Siết-ri. U-si-ên cũng có ba con trai, Mi-sa-ên, En-sa-phan và Siết-ri. Aaron cưới En-li-xê-ba, con gái Aminadab, em Nahason. Các con trai họ là Nadab, Abihu, Eleasa, Ithamma. Các con trai của Kore là Asi, Enkana và Abi Asa. Eleasa con Aaron cưới con gái Phutien, một trong những con trai của họ tên là Phinea. Đó là các trưởng tộc Levi và gia đình họ. Gia phả trên cho ta biết qua gốc tích Aaron và Môi-se, hai người nhận lệnh Chúa đem toàn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Chính họ đã đi yết kiến Pharaon vua Ai Cập để xin cho dân Israel ra đi. Aaron là phát ngôn cho Môi-se. Chúa cũng đã bảo Môi-se: Ta là Chúa, đi gặp Pharaon, truyền lại cho vua ấy mọi lời ta đã bảo. Vào lúc ấy Môi-se có thưa: Con ăn nói vụng về, làm sao thuyết phục Pharaon được. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 7. Chúa bảo Môi-se: Ta cho con làm chúa của Pharaon, còn Aaron làm phát ngôn viên cho con. Con thuật cho Aaron mọi lời ta bảo. Aaron sẽ nói lại cho Pharaon để vua này cho dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng ta sẽ khiến cho Pharaon trở nên ương ngạnh, không cho dân ta đi. Nhân đó, ta càng thực hiện nhiều phép lạ hơn trong nước Ai Cập. Tuy nhiên, Pharaon vẫn tiếp tục ngoan cố, chẳng siêu lòng. Ta sẽ trừng trị
Ai Cập nặng nề và đem dân ta ra. Lúc ấy, người Ai Cập mới ý thức được rằng ta chính là Đức Chúa Trời. Môi-se và A-rôn làm đúng theo lời Chúa bảo họ. Lúc yết kiến Pharaoh, Môi-se đã được 80 tuổi, còn A-rôn 83. Chúa lại bảo Môi-se và A-rôn, khi nào Pharaoh đòi hỏi các con làm phép lạ để chứng tỏ các con được Đức Chúa Trời sai đến, A-rôn sẽ theo lời Môi-se quăng gậy xuống đất, gậy sẽ hóa ra một con rắn. Vậy hai ông đi yết kiến Pharaoh, làm những điều Đức Chúa Trời bảo họ. A-rôn quăng gậy xuống đất trước mặt Pharaoh và quần thần, gậy liền biến ra một con rắn. Pharaoh ra lệnh triệu tập các thầy pháp và các nhà ảo thuật Ai Cập. Họ đến dùng pháp thuật cũng làm được điều A-rôn đã làm, gậy họ cũng biến thành rắn, nhưng rắn của A-rôn nuốt rắn của họ đi. Pharaoh lòng vẫn không lay chuyển, không nghe lời hai ông, đúng như Đức Chúa Trời đã nói trước với Môi-se. Tai vạ thứ nhất, Chúa nhắc lại cho Môi-se. Pharaoh ngoan cố sẽ tiếp tục từ khước không cho dân ta đi, nhưng sáng mai con cứ ra bờ sông gặp vua, đừng quên cầm theo cây gậy đã biến thành rắn. Tại đó con sẽ nói với Pharaoh, Chúa Đức Chúa Trời của Hebrew có sai tôi đến tâu với bệ hạ để cho dân Israel đi thờ phượng ngài trong sa mạc, nhưng vua đã từ chối. Bây giờ ngài bảo ngươi sẽ biết chính ta là Đức Chúa Trời, vì ta đã sai Môi-se lấy gậy đập nước sông, nước sẽ hóa ra máu, cá sẽ chết, sông sẽ thối, người Ai Cập sẽ kinh tởm khi uống nước dưới sông. Rồi Chúa dặn Môi-se, con bảo A-rôn cầm gậy đưa về hướng các sông, suối, hồ, tất cả các nguồn nước của Ai Cập, kể cả nước đã chứa vào vại đất và bình đá, tất cả sẽ biến thành máu. Môi-se và A-rôn tuân lệnh Chúa. Trước mặt Pharaoh và quần thần, A-rôn đưa cao cây gậy đập xuống nước sông Nin, nước sông biến thành máu, cá chết, nước thối, người Ai Cập không uống nước sông được nữa. Khắp Ai Cập đâu đâu cũng thấy máu, các thầy pháp Ai Cập dùng pháp thuật cũng biến nước thành máu, cho nên Pharaoh vẫn ương ngạnh, không nghe lời Môi-se và A-rôn đúng như Chúa đã nói. Vua quay về cung, lòng rừng rưng, người Ai Cập đào giếng dọc bờ sông, lấy nước uống, vì không uống được nước sông, một tuần lễ trôi qua. Sách Xuất Ai Cập ký. Tai vạ thứ nhì, ếch nhái. Chúa lại bảo Môi-se, con vào gặp Pharaoh, thưa với vua như sau. Chúa bảo để cho dân ta đi thờ phượng ngài, nếu không ngài sẽ sai ếch nhái đến, tràn khắp bờ cõi Ai Cập, sông ngòi sẽ đầy núp nhúc ếch nhái. Chúng sẽ nhảy vào cung và tận phòng ngủ của vua đầy cả giường. Trong nước Ai Cập, nhà nào cũng sẽ đầy ếch nhái trong lò, trong bếp, trong cả thùng nhồi bột, ếch nhái cũng sẽ bò lên giường của mọi dân Ai Cập, bò lên cả mình vua. Rồi Chúa dặn Môi-se bảo A-rôn đưa gậy hướng về các sông, suối, hồ để ếch nhái từ các nơi đó tràn lên khắp Ai Cập. A-rôn vâng lời và ếch nhái tràn ra khắp nơi trong nước. Các thầy pháp dùng pháp thuật cũng làm cho ếch nhái bò lên, chỉ thêm chật đất. Pharaoh liền cho Môi-se và A-rôn đến nói, hãy cầu xin Đức Chúa Trời để ngài cho ếch nhái lánh xa chúng ta, rồi ta sẽ cho dân Hebrew đi thờ phượng ngài. Môi-se tâu, xin bệ hạ vui lòng cho biết bệ hạ muốn lúc nào ếch nhái rời khỏi Ai Cập, để tôi cầu Đức Chúa Trời cho đúng lúc ấy ếch nhái chết đi, chỉ còn lại ở dưới sông mà thôi. Pharaoh đáp, ngày mai. Thưa vâng. Môi-se nói, như vậy bệ hạ biết rằng chẳng có ai như Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi, trừ dưới sông ra, ếch nhái ở những nơi khác đều sẽ chết hết. Rời cung vua, Môi-se liền cầu xin Chúa về vụ này. Chúa thực hiện lời Môi-se xin, ếch nhái chết la liệt trong nhà đến tận ngoài đồng. Người ta dồn xác chúng lại thành từng đống lớn, mùi hôi thối xông lên khắp nơi. Còn Pharaoh khi thấy mình đã thoát nạn này, liền trở lòng chai lì, không chịu cho dân Israel đi, đúng như Chúa đã báo trước. Tai vạ thứ ba, muỗi. Chúa lại dạy Môi-se, bảo A-rôn lấy gậy đập đất bay lên.
Bụi bay lên, bụi sẽ biến thành muỗi dày đặc trong nước Ai Cập. Hai ông vâng lời Chúa. Muỗi tràn lan khắp Ai Cập, đậu đầy rẫy trên người Ai Cập và bu đầy mình súc vật của họ. Các thầy pháp thử dùng pháp thuật hóa bụi ra muỗi nhưng không làm được. Họ tâu với Pharaon, đây là ngón tay của Đức Chúa Trời. Nhưng Pharaon ngoan cố, không nghe Môi-se và A-rôn như lời Chúa đã dạy. Tai vạ thứ tư, ruồi nhặng. Sau đó, Chúa bỏ Môi-se. Sáng mai con dậy sớm, đi ra bờ sông, gặp Pharaon, thưa với vua rằng, Chúa bảo vua tha cho dân Israel ra đi, để họ thờ phượng Ngài. Nếu không, Ngài sẽ sai ruồi nhặng đến, nhà nào cũng đầy ruồi, ruồi sẽ bu khắp người vua, quần thần và công dân Ai Cập. Nhưng đặc biệt đất Gosen sẽ không có ruồi. Vì là nơi dân Israel ở, Chúa phân biệt dân Ngài với dân của vua. Vua sẽ biết rằng, ta là Chúa, ta đang ở giữa lãnh thổ. Ngày mai, việc này sẽ xảy ra. Chúa thực hiện lời Ngài, vô số ruồi nhặng đến thành từng đàn, tàn hại đất Ai Cập, bay vào nhà người Ai Cập từ vua chí dân. Pharaon liền cho đòi Môi-se và A-rôn đến. Vừa nói, đem người Hebrew đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời của họ đi. Nhưng không được ra khỏi Ai Cập. Môi-se đáp, không được. Chúng tôi dâng cho Đức Chúa Trời các lễ vật người Ai Cập ghê tởm. Nếu chúng tôi dâng trước mặt họ, họ sẽ giết chúng tôi sao? Chúng tôi phải đi sâu vào sa mạc chừng 3 ngày đường và dâng lễ cho Chúa tại đó, như Ngài đã bảo chúng tôi. Pharaon hứa rồi nuốt lời. Pharaon nhượng bộ. Thôi được, ta cho đi vào sa mạc, nhưng không được đi xa hơn nữa. Cũng nhớ cầu nguyện cho ta với. Môi-se hứa, tôi sẽ xin Chúa cho ruồi nhặng ở rời Ai Cập. Nhưng xin vua đừng đánh lừa chúng tôi như lần trước. Rồi cung vua, Môi-se xin Chúa cho ruồi nhặng rút đi hết. Chúa nhậm lời ông, làm cho ruồi đi hết, không còn lại một con. Nhưng lòng của Pharaoh lại trở nên chai lì và không cho dân đi. Xuất Ai Cập ký, chương 10. Tai vạ thứ 8, cao cao. Sau đó Chúa phán bảo Môi-se, con đến gặp Pharaoh. Ta đã làm cứng lòng của vua và cả quần thần để ta làm thêm giữa vòng họ nhiều dấu nạn nữa. Và để con có thể kể lại cho con cháu cách ta đối xử nghiêm khắc với người Ai Cập và thuật lại cho chúng những dấu kỳ phép lạ ta đã làm để các con biết ta là Chúa. Vậy Môi-se và A-rôn đến yết kiến Pharaon và thưa rằng, đây là lời Chúa, Đức Chúa Trời của người Hebrew phán, đến bao giờ người mới chịu hạ mình trước mặt ta? Hãy để cho dân ta đi để chúng thờ phượng ta. Nếu người khước từ không để chúng đi, ngày mai ta sẽ đem cào cào đến trên đất nước ngươi. Cào cào sẽ che phủ mặt đất đến nỗi không còn thấy đất nữa. Chúng sẽ ăn nuốt hết những gì còn sót lại sau cơn mưa đá, kể cả cây cối ngoài đồng. Chúng sẽ vào cả trong cung điện ngươi và quần thần và nhà dân Ai Cập. Đây là điều ông cha và tổ phụ các ngươi chưa hề thấy kể từ ngày họ định cư trong xứ này. Nói xong, Môi-se quay lại và ra đi. Quần thần tâu với Pharaon, bây giờ người này mới thôi gài bẫy chúng ta bằng cách yêu sách cho dân Israel đi, để chúng thờ phụng Chúa, Đức Chúa Trời của chúng nó. Bệ hạ nhận thấy Ai Cập đang suy vong sao? Môi-se và A-rôn được triệu đến gặp Pharaon, vừa nói, đi thờ phụng Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi đi, nhưng ai sẽ ra đi? Môi-se đáp, chúng tôi đi hết, cả già lẫn trẻ, con trai lẫn con gái, cả bầy bò lẫn bầy cừu, và chúng tôi phải tổ chức một đại lễ lớn cho Chúa. Pharaoh nói, cầu Chúa ở với các ngươi, nhưng ta đâu để các ngươi đi hết, kể cả đàn bà con nít. Đây chính là một quỷ kế của các ngươi. Không được đâu, chỉ có đàn ông được đi thờ phượng Chúa, vì đó là điều các ngươi đã yêu cầu. Rồi họ đuổi Môi-se và A-rôn ra. Chúa phán dạy Môi-se, con đưa tay ra,
trên xứ Ai Cập để cao cao, tràn ngập xứ và cắn nuốt tất cả cây cỏ ngoài đồng là những thứ còn sống sót sau trận mưa đá. Vậy, Môi-se đưa gậy trên xứ Ai Cập và Chúa sai gió đông thổi ngang qua xứ suối này và suốt đêm đó, qua sáng hôm sau, gió đêm cao cao đến, vô số và cao cao tràn ngập Ai Cập, không chừa một địa điểm nào cả. Từ trước chưa hề có nạn cao cao kinh khủng như thế, và vì sao cũng không thấy nữa. Cào cào đầy rẫy trên mặt đất, làm cả xứ đen kịt. Chúng cắn nuốt tất cả những gì trận mưa đá để lại, kể cả cây cỏ ngoài đồng và hoa quả trên cành. Khắp xứ Ai Cập không còn ngọn cỏ hay lá cây xanh nào cả. Pharaoh vội vàng triệu Môi-se và Aaron đến, nói rằng: Ta đã phạm tội với Chúa, Đức Chúa Trời, các ngươi, và cũng có lỗi với hai ngươi. Bây giờ xin tha tội cho ta một lần nữa và cầu nguyện với Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi, và xin Ngài đem tai vạ kinh khủng này đi khỏi ta. Môi-se rời khỏi Pharaon, cầu nguyện với Chúa. Chúa đổi gió thành một trận gió tây rất mạnh, đua hết cào cào xuống Hồng Hải. Khắp xứ Ai Cập không còn một con cào cào nào cả. Nhưng Chúa làm cho Pharaon cứng lòng và vua không chịu để cho dân Israel đi. Tai vạ thứ 9, tối tăm. Sau đó, Chúa phán dạy Môi-se: Con đưa tay lên trời để đem tối tăm đến bao trùm xứ Ai Cập, tối tăm dày đặc như có thể sờ được. Vậy Môi-se đưa tay lên trời và tối tăm toàn diện bao phủ xứ Ai Cập trong 3 ngày. Suốt 3 ngày đó, không ai có thể lấy gì hay có thể rời khỏi chỗ mình. Tuy nhiên, tại chỗ dân Israel cư ngụ vẫn có ánh sáng. Pharaoh cho triệu Môi-se và Aaron đến, nói rằng: Đi thờ phượng Chúa đi, đàn bà và con nít cũng cho đi hết, nhưng phải để bầy bò và bầy cừu lại. Nhưng Môi-se thưa rằng: Bệ hạ, phải để chúng tôi đi dâng lễ vật và tế lễ thiêu cho Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi. Đàn gia súc phải đi theo chúng tôi, dù là một cái móng cũng không thể để lại. Chúng tôi phải dùng một số súc vật để thờ phượng Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nhưng chỉ khi nào đến chỗ đó, chúng tôi mới biết phải dùng thứ gì để thờ phượng Chúa. Nhưng Chúa làm cứng lòng Pharaon, và vua không bằng lòng để cho dân Israel ra đi. Pharaon nói với Môi-se: Đi cho khuất mắt ta, đừng trở lại cho ta thấy mặt người nữa. Ngày nào các ngươi thấy mặt ta lần nữa, ngày đó các ngươi phải chết. Môi-se đáp: Bệ hạ nói đúng, tôi sẽ không bao giờ thấy mặt bệ hạ nữa. Tai vạ thứ 10, con trưởng nam. Lúc ấy, Chúa phán với Môi-se: Ta sẽ giáng một tai vạ nữa trên Pharaon và xứ Ai Cập. Sau đó vua ấy sẽ để các con ra đi, không những cho đi mà thôi, mà còn đuổi đi cho hết. Con dặn dân chúng, cả đàn ông lẫn đàn bà, phải hỏi xin người láng giềng những bộ đồ bằng bạc và vàng. Chúa làm cho dân Israel được tình cảm của người Ai Cập, và chính Môi-se được mọi người thán phục, từ Pharaon đến quần thần và dân chúng. Vậy Môi-se nói: Đây là lời Chúa phán, khoảng nửa đêm ta sẽ đi qua khắp xứ Ai Cập. Tất cả các con trưởng nam của Ai Cập sẽ chết hết, từ thái tử con Pharaon đang ngồi trên ngôi cho đến con trưởng nam của những nữ tỳ đang say gối, thậm chí đến con đầu lòng của gia súc cũng đều chết hết. Sẽ có tiếng khóc than trong toàn xứ Ai Cập, từ trước đến giờ chưa hề có, và trong tương lai cũng sẽ không có cảnh đó. Nhưng giữa vòng dân Israel sẽ không có tiếng chó sủa. Như vậy, các ngươi sẽ ý thức được rằng Chúa phân biệt dân Israel với dân Ai Cập. Tất cả quần thần của Pharaon sẽ đến với tôi, cúi xuống trước mặt tôi và nói: Xin các ông và toàn dân Israel ra đi. Lúc ấy tôi mới ra đi. Nói xong, Môi-se lìa Pharaon trong cơn nóng giận. Chúa đã báo trước cho Môi-se rằng Pharaon sẽ khước từ không chịu nghe con, để ta làm thêm nhiều dấu kỳ phép lạ tại Ai Cập. Môi-se và Aaron thực hiện nhiều phép lạ trước mặt Pharaon. Nhưng vì Chúa đã làm cho vua cứng lòng, nên vua không chịu để cho dân Israel ra đi. Tai vạ thứ 10,
con trưởng nam. Lúc ấy, Chúa phán với Môi-se, ta sẽ giáng một tai vạ nữa trên Pharaon và xứ Ai Cập. Sau đó vua ấy sẽ để các con ra đi, không những cho đi mà thôi, mà còn đuổi đi cho hết. Con dặn dân chúng, cả đàn ông lẫn đàn bà, phải hỏi xin người láng giềng những bộ đồ bằng bạc và vàng. Chúa làm cho dân Israel được tình cảm của người Ai Cập, và chính Môi-se được mọi người thán phục, từ Pharaon đến quần thần và dân chúng. Vậy Môi-se nói, đây là lời Chúa phán, khoảng nửa đêm, ta sẽ đi qua khắp xứ Ai Cập. Tất cả các con trưởng nam của Ai Cập sẽ chết hết, từ thái tử con Pharaon đang ngồi trên ngôi cho đến con trưởng nam của những nữ tỳ đang say gối, thậm chí đến con đầu lòng của gia súc cũng đều chết hết. Sẽ có tiếng khóc than trong toàn xứ Ai Cập, từ trước đến giờ chưa hề có, và trong tương lai cũng sẽ không có cảnh đó. Nhưng giữa vòng dân Israel sẽ không có tiếng chó sủa. Như vậy, các ngươi sẽ ý thức được rằng Chúa phân biệt dân Israel với dân Ai Cập. Tất cả quần thần của Pharaon sẽ đến với tôi, cúi xuống trước mặt tôi và nói, xin các ông và toàn dân Israel ra đi. Lúc ấy tôi mới ra đi. Nói xong, Môi-se lìa Pharaon trong cơn nóng giận. Chúa đã báo trước cho Môi-se rằng Pharaon sẽ khước từ không chịu nghe con, để ta làm thêm nhiều dấu kỳ phép lạ tại Ai Cập. Môi-se và A-rôn thực hiện nhiều phép lạ trước mặt Pharaon. Nhưng vì Chúa đã làm cho vua cứng lòng, nên vua không chịu để cho dân Israel ra đi. Sách Xuất Ai Cập Ký, chương 12, lễ vượt qua. Khi còn ở Ai Cập, Chúa có phán với Môi-se và A-rôn, tháng này sẽ được kể là tháng riêng, tức là tháng thứ nhất trong năm. Con ra lệnh cho toàn dân Israel vào mùng 10 tháng này, mỗi người đàn ông phải bắt một con cừu cho gia đình mình, mỗi gia đình một con cừu con. Nếu gia đình nào có ít người, không thể ăn hết một cừu con, thì phải chia sẻ với người láng giềng gần nhất, tính thế nào cho đủ số người ăn. Các con cũng ước tính số lượng thịt cần thiết cho mỗi người ăn. Thú vật các con chọn trong bầy cừu hay bầy dê phải là con đực đúng một tuổi không tì vết. Các con vật này phải được chăm sóc cho đến ngày 14 tháng này. Và toàn dân Israel đem chúng ra giết vào lúc chiều tối. Rồi họ sẽ lấy huyết cừu đem bôi trên thanh ngang và trên hai thanh dọc của khung cửa vào nhà là nơi sẽ ăn thịt cừu. Nội đêm đó họ sẽ ăn thịt cừu và quay trên lửa với rau đắng và bánh không men. Đừng ăn thịt sống hay thịt luộc, nhưng phải đem quay cả con cừu trên lửa với cái đầu, chân và bộ lòng. Đừng để thừa lại cho đến sáng mai. Nếu còn thừa chút gì, hãy đem đốt hết. Đây là cách các con ăn thịt đó. Phải nai nịt gọn gàng, chân mang dép và tay cầm gậy. Các con phải ăn vội vàng. Đó là lúc Chúa vượt qua. Trong đêm ấy, ta sẽ vượt qua khắp xứ Ai Cập và giết hết các con đầu lòng của loài người cũng như của các loài súc vật. Và ta sẽ đoán phạt các thần của Ai Cập. Ta là Chúa. Huyết bôi trên cửa là dấu hiệu của nhà các con ở, và khi ta thấy huyết, ta sẽ vượt qua, và bệnh dịch sát hạch sẽ không đụng đến các con trong khi ta hành hại những người Ai Cập. Đây là ngày các con phải kỷ niệm, từ thế hệ này đến thế hệ khác, các con phải tổ chức lễ này cho Chúa. Đây là mạng lệnh có hiệu lực vĩnh viễn. Trong 7 ngày, các con phải ăn bánh không men. Vào ngày thứ nhất, các con phải đem hết men ra khỏi nhà. Vì ai ăn bất cứ món gì có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 7 sẽ bị khai trừ ra khỏi Israel. Vào ngày thứ nhất, các con phải tổ chức một cuộc họp thánh. Đến ngày thứ 7 cũng tổ chức một cuộc họp thánh nữa. Những ngày này, các con không được làm việc chi cả, ngoại trừ việc chuẩn bị thức ăn là việc duy nhất có thể làm. Các con hãy tổ chức lễ bánh không men, vì vào chính ngày này, ta đem các đơn vị Israel ra khỏi Ai Cập. Việc tổ chức lễ này
là một mạng lệnh vĩnh viễn cho các thế hệ trong tương lai. Từ tối ngày 14 cho đến tối ngày 21 tháng giêng, các con phải ăn bánh không men. Trong 7 ngày đó, không ai được giữ men trong nhà, bất cứ người nào ăn món gì có men cũng sẽ bị khai trừ khỏi cộng đồng Israel, dù là ngoại kiều hay người sinh trong xứ. Đừng ăn món gì có men, bất cứ sinh sống ở đâu, các con cũng phải ăn bánh không men. Môi-se triệu tập các bô lão Israel lại và nói với họ, các ông phải lập tức đi chọn cừu con cho gia đình mình và giết nó để làm lễ vượt qua. Hãy lấy một bó bài hương thảo, nhúng vào chậu huyết và đem bôi trên thanh ngang và hai thanh dọc của khung cửa, không được ra khỏi nhà khi trời chưa sáng. Khi Chúa đi qua xứ để hình phạt người Ai Cập sẽ vượt qua nhà nào, khi thấy khung cửa nhà ấy bôi huyết trên thanh ngang và hai thanh dọc, Ngài sẽ không cho phép đứng hủy diệt vào nhà để giết hại. Phải vâng giữ các huấn thị này như một mạng lệnh có hiệu lực vĩnh viễn cho các ông và hậu tự các ông. Cũng phải giữ lễ này khi đã vào xứ Chúa hứa sẽ ban cho. Khi con cháu các ông hỏi lễ này có ý nghĩa gì, thì nói với chúng, đây là lễ vượt qua cho Chúa để kỷ niệm ngày Ngài đã vượt qua nhà của dân Israel khi còn ở trong xứ Ai Cập. Ngài vượt qua nhà của chúng ta trong khi giết hại người Ai Cập. Nghe xong, dân chúng cúi xuống và thờ phượng. Rồi dân Israel làm đúng theo mọi điều Chúa đã phán dạy Môi-se và A-rôn. Lúc nửa đêm, Chúa giết hại tất cả các con trai đầu lòng trong xứ Ai Cập, từ thái tử con Pharaoh đang ngồi trên ngai cho đến con đầu lòng của tù nhân đang bị giam trong ngục, cả đến con đầu lòng của gia súc. Pharaoh, quần thần và mọi công dân Ai Cập chợt thức giấc lúc nửa đêm, rồi tiếng than khóc vang lên khắp nước vì không có nhà nào không có người chết. Ngay đêm ấy, Pharaoh cho triệu Môi-se và A-rôn đến và nói, yêu cầu hai ông và toàn dân Israel lìa khỏi chúng tôi. Các ông hãy đi thờ phượng Chúa như điều các ông đã xin, cũng dẫn theo cả bò cừu như các ông đã nói, rồi đi hết, và cũng cầu phước cho chúng tôi với. Dân Ai Cập hối thúc người Israel phải cấp tốc ra khỏi nước họ, vì nói rằng nếu các ngươi không đi, chúng tôi sẽ chết hết. Dân Israel lấy áo bọc thùng nhồi bột với bột mới nhồi nhưng chưa kịp pha men, rồi vác lên vai mà đi. Họ làm theo mọi điều Môi-se đã dặn bảo và hỏi xin người Ai Cập các món bằng bạc và bằng vàng và cả áo sống nữa. Chúa làm cho người Ai Cập có tình cảm với họ và cho họ những thứ họ xin. Như vậy, người Ai Cập bị họ bóc lột. Dân Israel rời từ Ramse đến Sukkot. Tổng số người đi độ 600.000 người. Đây là số đàn ông, chưa kể đàn bà con nít. Cũng có rất nhiều người ngoại tộc cùng đi, dẫn theo từng đàn gia súc rất lớn. Với bột đã nhồi ở Ai Cập, họ làm bánh không men. Bột này nhồi pha không men vì họ bị đuổi đi gấp, không kịp chuẩn bị lương thực đi đường. Thời gian dân Israel cư ngụ trong xứ Ai Cập là 430 năm. Đúng vào ngày cuối cùng của thời gian 430 năm ấy, các đơn vị của Chúa rời khỏi Ai Cập. Vì Chúa đã rút dân Israel ra khỏi Ai Cập vào đêm ấy, nên dân Israel phải giữ đêm ấy làm kỷ niệm từ thế hệ này đến thế hệ khác. Các quy tắc về lễ vượt qua. Chúa phán bảo Môi-se và A-rôn, đây là các quy tắc về lễ vượt qua. Người ngoại quốc không được ăn lễ ấy. Nô lệ các con đã mua chỉ được phép ăn lễ sau khi chịu cắt bì. Nhưng những kiểu dân tạm trú và người làm mướn không được phép ăn. Thịt phải ăn trong nhà và không được đem ra khỏi nhà, cũng không được làm gãy một cái xương nào cả. Toàn thể cộng đồng Israel phải dự lễ vượt qua. Những người ngoại kiều sống chung với người Israel, nếu muốn dự lễ vượt qua thì đàn ông phải chịu cắt bì. Sau đó họ mới được phép ăn lễ như người sinh ra trong xứ. Đàn ông không chịu cắt bì không được phép ăn lễ. Luật này áp dụng cho cả người sinh trong xứ lẫn người kiều ngụ.
tất cả dân Israel đều làm theo điều Chúa đã phán dạy Môi-se và A-rôn. Trong chính ngày đó, Chúa dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập tùy theo các đơn vị họ. Sách Xuất Ai Cập Ký, chương 13. Hiến dâng con đầu lòng. Chúa phán dạy Môi-se: Dân Israel phải hiến dâng cho ta tất cả các con trưởng nam. Con đầu lòng của Israel đều thuộc về ta, kể cả con trưởng lam của loài người và con đầu lòng của súc vật. Sau đó Môi-se nói với dân chúng: Hãy kỷ niệm ngày này là ngày anh chị em ra khỏi Ai Cập, ra khỏi đất nô lệ, vì Chúa đã đem anh chị em ra bằng cánh tay quyền năng của Ngài. Đừng ăn món chi có men. Anh chị em ra đi hôm nay vào tháng riêng, khi Chúa đã đem anh chị em vào xứ của người Canaan, Hethit, Amorit và Jebusit, xứ Ngài đã hứa ban cho tổ phụ anh chị em là xứ tràn trề sữa và mật ong, thì anh chị em phải giữ lễ này vào tháng này. Trong 7 ngày phải ăn bánh không men, và đến ngày thứ 7 phải tổ chức lễ thờ phượng Chúa. Trong suốt 7 ngày này phải ăn bánh không men, giữa vòng anh chị em sẽ không có món gì có men và không được thấy men trong toàn lãnh thổ. Vào ngày đó anh chị em nói cho con cái: Cha làm như vậy vì điều Chúa đã làm cho cha khi Ngài đem cha ra khỏi xứ Ai Cập. Việc giữ lễ này đối với anh chị em sẽ như một dấu trên tay, một kỷ niệm trên trán, để nhắc nhở luật pháp của Chúa nơi môi của anh chị em. Vì Chúa đã dùng cánh tay quyền năng đem anh chị em ra khỏi đất Ai Cập, anh chị em phải giữ mạng lệnh này vào đúng thời điểm ấn định, từ năm này qua năm khác. Khi Chúa đã đem anh chị em vào xứ của người Canaan và ban xứ ấy cho anh chị em, như Ngài đã thề hứa với anh chị em và với tổ phụ, thì anh chị em phải dâng hiến cho Chúa tất cả các con trưởng nam, tất cả các con đực đầu lòng của bầy súc vật cũng thuộc về Chúa. Phải dùng cừu con để chuộc con lừa đầu lòng, nhưng nếu không chuộc thì phải bẻ cô lừa. Phải chuộc lại tất cả con trưởng lam của anh chị em. Trong tương lai, khi con cái hỏi anh chị em ý nghĩa của việc này là gì, hãy trả lời: Với cánh tay quyền năng, Chúa đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập là đất nô lệ. Khi Pharaoh ngoan cố không chịu để chúng ta đi, Chúa đã sát hại tất cả các con đầu lòng trong xứ Ai Cập, cả người lẫn súc vật. Đó là lý do tại sao cha hiến dâng cho Chúa tất cả các con đầu lòng của súc vật và chuộc lại con trưởng lam của cha. Điều ấy sẽ là dấu ghi trên tay và kỷ niệm trên trán, để anh chị em nhớ rằng Chúa đã dùng tay quyền năng đem chúng ta ra khỏi Ai Cập, đi băng qua biển. Khi Pharaoh để cho dân Israel ra đi, Đức Chúa Trời không dẫn họ theo con đường đi ngang qua xứ Phi-ni-tin là đường ngắn nhất, vì Đức Chúa Trời phán rằng nếu gặp chiến tranh, chúng có thể đổi ý mà quay trở về Ai Cập. Vì vậy, Đức Chúa Trời dẫn dân chúng đi vòng con đường sa mạc về hướng biển đỏ. Khi ra khỏi Ai Cập, dân Israel đã được vũ trang để chiến đấu. Môi-se đem theo mình hài cốt của Joseph, vì Joseph có bảo các con của Israel thề và nói rằng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đến cứu giúp các anh, và lúc đó các anh phải đem hài cốt của tôi theo khi đi ra khỏi xứ này. Sau khi rời Sukkot, dân Israel đóng trại tại Elam, giáp ranh sa mạc. Ban ngày, Chúa đi trước họ trong một trụ mây để dẫn đường, và ban đêm trong một trụ lửa để chiếu sáng. Như vậy, họ có thể đi cả ngày lẫn đêm. Trụ mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm không bao giờ lìa khỏi họ. Xuất Ai Cập Ký, chương 14. Chúa phán dạy Môi-se: Con bảo dân Israel quay lại và đóng trại gần Phi-ha-bi-rốt, giữa Mít-đôn và biển. Chúng sẽ đóng trại dọc biển đối diện với ba anh Sê-phôn. Pharaoh sẽ nghĩ rằng dân Israel đi luẩn quẩn vì bị sa mạc,
làm lạc hướng, ta sẽ làm cho Pharaon cứng lòng để vua ấy đuổi theo dân Israel. Nhưng ta sẽ rạng danh vì Pharaon và quân đội của vua ấy, và dân Ai Cập sẽ biết ta là Chúa. Dân Israel làm đúng như vậy. Khi vua Ai Cập được báo cáo rằng dân Israel đã tẩu thoát, vua và quần thần đổi ý và nói: chúng ta đã làm gì vậy? Chúng ta để cho dân Israel ra đi, không còn phục vụ chúng ta nữa sao? Vậy vua ra lệnh chuẩn bị xé chiến mã và dẫn quân đội theo. Vua đem theo 600 xe chiến mã tốt nhất cùng với một số xe chiến mã khác do các sĩ quan chỉ huy. Chúa làm cứng lòng Pharaon, vua nước Ai Cập, và vua đuổi theo dân Israel trong khi dân này can đảm ra đi. Người Ai Cập với tất cả ngựa, xe, chiến mã, lính kỵ và bộ binh đều đuổi theo dân Israel và bắt kịp họ. Khi họ đóng trại dọc biển gần Phi-ha-bi-rốt đối diện ba anh Sê-phôn, vừa khi thấy Pharaon và đạo quân Ai Cập đuổi theo kịp, dân Israel khiếp sợ và kêu la với Chúa. Họ nói với Môi-se: có phải vì Ai Cập không đủ chỗ chôn nên ông mới dẫn chúng tôi vào sa mạc để chết hay sao? Ông làm gì cho chúng tôi khi đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập? Khi còn ở Ai Cập, chúng tôi đã nói với ông cứ bỏ mặc chúng tôi, để chúng tôi cứ phục vụ người Ai Cập, vì thà phục vụ người Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc. Nhưng Môi-se đáp: đừng sợ, cứ đứng vững, rồi anh chị em sẽ thấy sự giải cứu của Chúa ngày hôm nay. Những người Ai Cập anh chị em thấy hôm nay sẽ không bao giờ còn thấy nữa. Chúa sẽ chiến đấu thay thế cho anh chị em. Anh chị em chỉ cần yên lặng. Chúa hỏi Môi-se: tại sao các con kêu van với ta? Con bảo dân Israel cứ tiến bước. Con đưa cây gậy lên, giang tay ra trên biển để rẽ nước cho dân Israel đi qua biển như đi trên đất khô. Ta sẽ làm cứng lòng người Ai Cập để họ đuổi theo dân Israel. Ta sẽ rạng danh vì Pharaon, quân đội, xe chiến mã và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ nhận biết ta là Chúa khi Pharaon, xe chiến mã và kỵ binh của người làm ta rạng danh. Thiên sứ của Đức Chúa Trời cho đến lúc ấy vẫn đi trước đạo quân Israel, liền quay lại phía sau. Trụ mây cũng từ đằng trước rời ra đằng sau và án ngữ đạo quân Ai Cập và đạo quân Israel. Suốt đêm ấy, trụ mây che một phía làm cho bị tối tăm, nhưng lại chiếu sáng cho phía bên kia. Vì vậy cả đêm hai đạo quân không thể đến gần nhau. Sau đó Môi-se đưa tay trên biển và Chúa cho một trận gió đông thổi mạnh, dồn nước lại và cho biển trở thành đất khô. Nước rẽ ra và dân Israel đi ngang qua biển như đi trên đất khô. Bên phải và bên trái đều có bức tường bằng nước. Dân Ai Cập đuổi theo họ, tất cả ngựa, xe chiến mã và lính kỵ của Pharaon đều theo họ xuống biển. Vào canh cuối đêm ấy, Chúa từ trụ lửa và trụ mây nhìn xuống đạo quân Ai Cập và làm cho họ rối loạn. Ngài làm cho xe chiến mã họ sút bánh không chạy được, nên người Ai Cập bảo nhau: chúng ta hãy mau lánh xa dân Israel, vì Chúa thay thế họ mà chiến đấu chống Ai Cập. Lúc đó, Chúa phán bảo Môi-se: con đưa tay lên biển để đem nước lại phủ lấp người Ai Cập, xe chiến mã và lính kỵ của họ. Môi-se đưa tay lên biển vào lúc trời bình minh và biển trở lại như trước. Người Ai Cập tìm cách tẩu thoát nhưng bị Chúa lùa xuống biển hết. Nước tràn lại phủ lấp các xe chiến mã và lính kỵ. Toàn thể đạo quân của Pharaon đã đuổi theo dân Israel đều bị lùa xuống biển. Không một người sống sót, nhưng dân Israel đi băng qua biển như đi trên đất khô với bức tường nước bên phải và bên trái. Hôm đó, Chúa giải cứu dân Israel khỏi tay người Ai Cập và họ thấy xác người Ai Cập nằm la liệt trên bờ biển. Khi được chứng kiến quyền năng phi thường của Chúa đã bày tỏ để trừng trị người Ai Cập, dân Israel đem lòng kính sợ Chúa và tin tưởng nơi Ngài và nơi Môi-se là tôi tớ Ngài. Xuất Ai Cập Ký chương 15. Bài ca của Môi-se và Miriam.
Môi-se và dân Israel hát bài ca để ca ngợi Chúa. Tôi sẽ ca ngợi Chúa vì Ngài vô cùng cao cả. Ngựa lẫn người cưỡi ngựa đều bị Chúa lùa xuống biển. Chúa là sức mạnh và là bài ca của tôi. Ngài là đấng cứu rỗi tôi. Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Tôi ca ngợi Ngài là Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, đấng tôi tôn đại. Chúa là chiến sĩ, danh Ngài là Chúa. Xe chiến mã và quân lính của Pharaon đều bị Ngài lùa xuống biển. Sĩ quan ưu tú nhất của Pharaon đều chết chìm dưới biển đỏ. Nước sâu che phủ họ như viên đá, họ chìm xuống đáy biển. Lạy Chúa, cánh tay phải Chúa đầy quyền uy, tay phải Chúa dẹp tan quân thù. Với uy quyền vô cùng vĩ đại, Chúa ném kẻ chống đối xuống đất. Với nửa giận phừng phừng, Chúa thiêu họ khác nào rơm rác. Hơi thở từ môi Chúa dồn nước lên cao. Nước đang chảy dừng lại như bức tường. Nước sâu đông đặc giữa lòng đại dương. Địch quân khoác lác, ta đuổi theo, ta sẽ bắt kịp. Ta sẽ chia nhau chiến lợi phẩm, tha hồ mà chiếm đoạt. Ta vung gươm tiêu diệt quân thủ. Nhưng Chúa thổi hơi ra, biển liền phủ lấp họ. Họ chìm nghỉm như chìm tận đáy biển sâu. Trong vòng các thần, ai giống như Chúa? Ai giống như Chúa? Uy nghiêm thánh khiết, đấng vinh quang đáng kính sợ, đấng làm bao phép lạ dấu kỳ. Chúa đưa tay phải ra, đất liền nuốt họ, trọn đám. Với tình thương vô biên, Chúa dắt dẫn dân Chúa đã chuộc. Với sức mạnh toàn năng, Chúa dắt đưa họ vào nơi ngự thánh. Các nước sẽ nghe và run sợ. Cơn kinh hoàng bám chặt Philippines, các lãnh tụ Edom đều khiếp đảm. Cấp chỉ huy Moab run rẩy cầm cập, dân Canaan kinh hãi rụng rời. Tất cả đều khủng khiếp trong hoang mang. Lạy Chúa, tay quyền năng Chúa đưa ra, làm chúng đứng chân như phỗng đá. Cho đến khi dân Chúa đã đi qua, cho đến khi dân Chúa chuộc đã qua khỏi. Lạy Chúa, Chúa đem dân Chúa về trồng, trên núi thánh là sản nghiệp Chúa tròn, là nơi Chúa đặt nơi cư ngụ, là nơi thánh chính cánh tay Ngài thiết lập. Chúa cầm quyền tể trị từ đời đời cho đến đời đời. Trong khi chiến mã, xe chiến và kỵ binh của Pharaon đều chìm dưới đáy biển, vì Chúa đem nước biển trở lại phủ lấp họ. Còn dân Israel đi ngoan qua biển như đi trên đất khô. Nữ tiên tri Mariam, chị của Aaron, và các phụ nữ đều cầm trống cơm nhảy múa. Miriam cất tiếng ca: Hãy hát lên ca ngợi Chúa, vì Ngài cao cả tuyệt vời. Chúa ném xuống biển sâu bao nhiêu chiến mã cùng đoàn kỵ binh. Nước ở Mara và Elim. Sau đó Môi-se dẫn Israel từ biển đó đi đến sa mạc Sure. Suốt 3 ngày đi trong sa mạc, họ không tìm được nước uống. Khi đến Mara, họ không thể uống nước ở đó được vì nước đắng. Đó là lý do tên của địa điểm đó là Mara. Do đó, dân chúng than phiền với Môi-se: Chúng tôi lấy gì uống đây? Môi-se kêu cầu Chúa, và Chúa chỉ cho ông một khúc cây. Ông nắm lấy khúc cây, miệng xuống nước, và nước hóa ngọt. Tại đó, Chúa công bố quy luật và sắc lệnh cho dân chúng, và Ngài thử họ. Chúa phán dạy: Nếu các ngươi cẩn thận nghe theo tiếng của Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi, và làm điều ngay lành trước mắt ta, nếu các ngươi lưu tâm đến mạng lệnh và quy luật ta, ta sẽ không đem đến cho các ngươi các thứ bệnh tật ta đã giáng trên người Ai Cập, vì ta là Chúa, đấng chữa bệnh các ngươi. Khi đến Elim là nơi có 12 suối nước và 70 cây trà là, họ đóng trại bên cạnh các suối nước này. Xuất Ai Cập ký, bánh mara và chim cút. Toàn dân Israel đi từ Elim đến sa mạc Sin. Sa mạc này nằm giữa Elim và Sinai. Vào ngày 15 tháng 2, tính từ ngày họ ra khỏi Ai Cập,
Khi ở trong sa mạc, toàn dân Israel phiền trách Môi-se và A-rôn. Họ nói với hai ông rằng, thà chúng tôi chết vì bàn tay của Chúa trong xứ Ai Cập, khi ngồi quanh nồi thịt, và muốn chi còn lấy, còn hơn là để hai ông đem vào sa mạc để chết đói cả đám. Chúa phán dạy Môi-se rằng, ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa cho các ngươi. Mỗi ngày, dân chúng sẽ đi lượm đủ bánh cho ngày đó. Ta sẽ dùng cách ấy thử chúng để xem chúng có vâng giữ các giáo huấn của ta hay không. Vào ngày thứ sáu, chúng sẽ thu lượm gấp đôi số lượng chúng thu lượm trong những ngày khác. Vậy Môi-se và A-rôn nói với toàn dân Israel, chiều nay anh chị sẽ nhận biết rằng chính Chúa đã đem anh chị em ra khỏi Ai Cập. Chiều nay anh chị em sẽ trông thấy vinh quang của Chúa vì Ngài đã nghe thấy tiếng phiền trách của anh chị em rồi. Chúng tôi là ai mà anh chị em phiền trách chúng tôi? Môi-se tiếp, anh chị em sẽ nhận biết Chúa khi Ngài ban cho dư dật thịt vào buổi chiều và bánh vào buổi sáng, vì Ngài đã nghe tiếng anh chị em phiền trách Ngài. Chúng tôi là ai? Không phải anh chị em phiền trách chúng tôi đâu, nhưng chính anh chị em phiền trách Chúa đó. Sau đó Môi-se nói với A-rôn, anh truyền cho dân chúng đến trước mặt Chúa, vì Ngài sẽ nghe tiếng than phiền của họ. Đang khi A-rôn nói chuyện với toàn dân Israel, họ ngó về hướng sa mạc và thấy vinh quang của Chúa hiện ra trên đám mây. Chúa phán với Môi-se, ta đã nghe tiếng phiền trách của dân Israel. Con nói với chúng, đến chiều các ngươi sẽ ăn thịt và đến sáng mai sẽ có bánh ăn dư dật. Rồi chúng nó sẽ nhận biết ta là Chúa, Đức Chúa Trời của chúng nó. Chiều đó, chim cút bay đến, phú cả doanh trại, và qua sáng mai, có một lớp xương xung quanh trại. Lớp xương tan đi và để lại trên cát sa mạc những hạt nhỏ mịn như xương muối. Khi thấy các hạt nhỏ này, dân Israel hỏi nhau, cái gì vậy? Vì họ không biết đó là vật gì. Môi-se đáp, đó là bánh Chúa ban cho anh chị em ăn, và đây là mạng lệnh của Ngài. Mỗi người đi lượm đủ cho nhu cầu của mình, lượm 2 lít cho mỗi người trong liều của mình. Người Israel làm theo lời ấy, người lượm nhiều, kẻ nhặt ít, nhưng khi đông, người lượm nhiều cũng chẳng thừa, kẻ nhặt ít cũng không thiếu. Mỗi người thu lượm tùy theo nhu cầu của mình. Môi-se có căn dặn họ đừng để bánh thừa đến sáng mai. Tuy nhiên có một số người không để ý đến lời Môi-se và để bánh thừa đến sáng hôm sau. Bánh hóa sâu và có mùi hôi hám. Vậy Môi-se giận họ. Cứ đến sáng, mỗi người đi thu lượm đủ số cần dùng. Và khi mặt trời đã nóng, bánh tan đi hết. Vào ngày thứ sáu, họ thu lượm gấp đôi, tức là mỗi người 4 lít. Khi thấy các người lãnh đạo trong cộng đồng đến báo cáo với Môi-se. Nhưng Môi-se nói rằng, đây là điều Chúa truyền dạy. Ngày mai là ngày nghỉ, là ngày Sa-bát thánh cho Chúa. Hãy nấu nướng các món gì các ngươi muốn nấu nướng, luộc món gì các ngươi muốn luộc, rồi để dành một phần cho ngày hôm sau. Họ làm theo lời Môi-se và để thức ăn đến sáng hôm sau. Thức ăn không hôi hám, cũng không hóa sâu. Khi ấy Môi-se nói với họ, anh chị em ăn các món đó hôm nay đi. Vì hôm nay là ngày Sa-bát cho Chúa, hôm nay anh chị em sẽ không tìm thấy bánh trên mặt đất đâu. Anh chị em đi thu lượm trong 6 ngày, nhưng còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát sẽ không có bánh. Tuy nhiên một số người đi ra kiếm bánh vào ngày Sa-bát nhưng không tìm thấy gì cả. Chúa phán hỏi Môi-se, các ngươi cứ từ chối không chịu vâng theo mạng lệnh và giáo huấn của ta cho đến khi nào? Nên nhớ rằng Chúa đã cho các ngươi ngày Sa-bát, vì đó mà vào ngày thứ sáu, Ngài cho các ngươi đủ bánh cho 2 ngày, tất cả mọi người phải nghỉ ngơi trong ngày thứ 7, không được phép đi ra ngoài. Như vậy dân chúng nghỉ ngơi vào ngày thứ 7. Dân Israel gọi bánh đó là mana, nó giống như hạt gò, có vị như bánh mật ong, Môi-se nói. Đây là mạng lệnh Chúa truyền dạy, lấy 2 lít mana và giữ lại cho các thế hệ hậu lai
để chúng được thấy thứ bánh ta ban cho các ngươi ăn trong sa mạc khi ta đem các ngươi ra khỏi Ai Cập. Vậy Môi-se nói với A-rôn, anh lấy một cái bình, bỏ vào đấy 2 lít mana, rồi đem bình để trước mặt Chúa, để giữ lại cho các thế hệ hậu lai. Đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho Môi-se, A-rôn đem mana đặt trước giao ước để lưu truyền. Dân Israel ăn mana trong 40 năm cho đến khi họ vào định cư, tức là họ ăn mana cho tới biên giới xứ Canaan, một ôme bằng 1/10 epha. Xuất Ai Cập ký chương 17. Nước từ vầng đá. Toàn dân Israel từ sa mạc Sin đi ra từng chặng theo lệnh của Chúa. Họ đến cắm trại ở Rephidim, nhưng ở đó không có nước cho dân chúng uống. Họ cãi nhau với Môi-se và nói, ông cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp, tại sao anh chị em cãi nhau với tôi? Tại sao anh chị em thử Chúa? Nhưng vì quá khát nên họ cứ phiền trách Môi-se và nói, tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và bầy súc vật phải chết khát? Môi-se kêu cầu Chúa, con phải làm chi cho dân này? Chỉ còn chút nữa là họ ném đá con. Chúa đáp lời Môi-se, con hãy đi trước dân chúng, dẫn theo con một số bộ lão Israel và cầm trong tay cây gậy con đã dùng đập nước sông Lin. Ta sẽ đứng đó trước mặt con ở bên vầng đá Horeb. Con sẽ đập vào vầng đá và nước sẽ tuôn tràn ra cho dân chúng uống. Môi-se làm đúng theo lời Chúa phán dạy trước mắt các bộ lão Israel. Ông đặt tên chỗ đó là Massa và Meriba vì dân Israel có cãi nộn và vì họ thử Chúa khi nói rằng Chúa có ở giữa chúng ta không. Đánh bại dân Amalek. Người Amalek đến tấn công dân Israel tại Rephidim. Môi-se bảo Giô-suê, con hãy tuyển chọn người của dân chúng để ra chiến đấu chống lại dân Amalek. Ngày mai tôi sẽ đứng trên ngọn đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Như vậy Giô-suê chiến đấu chống lại dân Amalek theo lệnh Môi-se. Còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên đứng trên đỉnh đồi. Trong khi Môi-se đưa tay lên thì dân Israel thắng thế. Nhưng khi ông hạ tay xuống thì dân Amalek lại thắng thế. Khi tay Môi-se đã mỏi, A-rôn và Hu-rơ cùng đứng mỗi người một bên, đỡ tay Môi-se và giữ cho tay ông không chuyển động cho đến khi mặt trời lặn. Như vậy, Giô-suê dùng gươm đánh bại quân Amalek. Sau đó Chúa phán dạy Môi-se, con chép lại việc này trong một cuốn sách để ghi nhớ. Và cũng nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ xóa sạch kỷ niệm của dân Amalek khỏi dưới trời. Môi-se thiết lập một bàn thờ đặt tên là Chúa ngọn cờ của tôi. Ông nói rằng vì tay họ đã đưa lên nghịch với ngôi của Chúa nên Ngài sẽ chống nghịch dân Amalek từ đời này đến đời kia. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 18. Giê-chô viếng thăm Môi-se. Ông gia Môi-se là Giê-chô, thầy tế lễ Ma-đi-an, có nghe về việc Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se và cho dân Israel, cũng như về cách Chúa đã đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Trước đấy Môi-se có gọi vợ là Sê-phu-ra cho ông gia là Giê-chô cùng với 2 con trai. Môi-se đặt tên cho một người là Gẹt-xôn vì nói rằng tôi đã thành một kiều dân ở ngoại quốc, và đặt tên cho người kia là Ê-li-ê-se vì nói rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi là đấng đã giúp đỡ tôi, Ngài giải cứu tôi khỏi lưỡi gươm của Pharaon. Giê-chô ông gia Môi-se cùng với vợ và 2 con trai Môi-se đến gặp ông khi ông đang cắm trại gần bên núi của Đức Chúa Trời. Giê-chô cho người đến báo cho Môi-se rằng ta là Giê-chô ông gia của con cùng với vợ và các con của con đã đến đây. Môi-se ra tiếp đón ông gia mình, cúi đầu chào và hôn ông. Sau khi chào thăm, 2 người vào lều. Môi-se thuật lại cho ông gia nghe mọi việc Chúa đã làm vì dân Israel mà thi thố trên Pharaon và trên dân Ai Cập. Ông cũng kể lại những
nỗi khó khăn dân chúa đã gặp dọc đường và cách Chúa giải cứu họ. Giê-chô rất hoan hỉ khi nghe tất cả những việc lành Chúa đã thực hành cho dân Israel để giải cứu họ ra khỏi người Ai Cập. Ông nói, cảm tạ Chúa là đấng giải cứu con ra khỏi tay của người Ai Cập và của Pharaon cũng như đã giải cứu dân ngài khỏi tay người Ai Cập. Bây giờ cha biết Chúa vĩ đại hơn tất cả các thần vì ngài đã làm những việc này cho những người đối xử với dân Israel cách kiêu căng. Rồi Giê-chô ông ra Môi-se dâng tế lễ thiêu và các tế lễ khác cho Đức Chúa Trời. Rồi A-dôn và các bô lão Israel ăn bữa với ông ra Môi-se trước mặt Đức Chúa Trời. Qua hôm sau, Môi-se ra ngồi tòa xét đoán toàn dân và họ đứng xung quanh ông từ sáng đến chiều. Khi thấy mọi việc Môi-se làm cho dân chúng, Giê-chô hỏi, có phải điều đó là điều con làm cho dân chúng không? Tại sao chỉ một mình con ngồi ghế thẩm phán, còn toàn dân đứng chung quanh con từ sáng đến chiều như vậy? Môi-se đáp, họ đến với con để tìm biết ý muốn Đức Trời. Khi có ai tranh tụng điều gì thì đem đến với con để con phân xử giữa đôi bên và cho họ biết mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Ông ra Môi-se nói, con làm như vậy không tiện. Cả con lẫn những người đến với con cũng đều mệt nhoài. Công việc quá nặng nề cho con. Một mình con gánh không xuể. Con sẽ kiệt quệ. Mà dân cũng mòn mỏi. Con nghe cha nói rồi cha sẽ trình bày cho con một vài lời khuyên. Cầu xin Chúa ở với con. Con phải là người đại diện của dân chúng trước mặt Đức Chúa Trời. Và trình cho ngài biết các cuộc tranh tụng của họ. Con dạy cho họ các mạng lệnh và luật lệ chỉ dẫn cho họ biết cách họ phải sống bổn phận của họ phải thi hành. Trong toàn dân, con cũng phải lựa chọn những người có khả năng kính sợ Đức Chúa Trời, đáng tin cậy và ghét lợi bất chánh, rồi bổ nhiệm họ vào chỗ cấp lãnh đạo, chỉ huy từng ngàn, trăm, 50 và 10 người. Con dùng họ làm người xét xử thường xuyên để giải quyết những vụ đơn giản. Còn vụ khó khăn thì đem trình cho con. Như vậy họ sẽ chia sẻ trách nhiệm với con và gánh nặng của con sẽ vơi đi rất nhiều. Nếu con làm như vậy và nếu Đức Chúa Trời cho phép, con mới có thể đảm đương trọng trách và dân chúng mới an lòng khi về nhà. Môi-se nghe lời ông gia mình và làm theo mọi điều ông khuyên bảo. Môi-se chọn những người có khả năng trong dân chúng và đặt họ làm những người lãnh đạo, chỉ huy hàng ngàn, trăm, 50 và 10 người. Những người này thường xuyên xét xử dân chúng và giải quyết những vụ đơn giản, còn vụ khó khăn thì đem trình Môi-se. Sau đó Môi-se tiễn đưa ông gia mình là Giê-chô khi ông lên đường về xứ mình. Xuất Ai Cập ký chương 19. Đến núi Sinai. Sau khi ra khỏi Ai Cập đúng 3 tháng, dân Israel đến sa mạc Sinai và cắm trại đối diện với núi. Họ đi từ Rephidim đến sa mạc Sinai rồi cắm trại đối diện núi. Môi-se lên với Đức Chúa Trời khi Chúa gọi ông và phán dạy rằng: "Đây là điều con sẽ thuật lại cho nhà Gia-cốp và nói lại cho dân Israel. Chính các ngươi đã thấy những việc ta làm trong xứ Ai Cập và cách ta đã đem các ngươi như bằng cánh chim ưng để đem các ngươi đến với ta. Bây giờ nếu các ngươi vâng phục ta hoàn toàn và giữ giao ước ta, thì trong tất cả các nước, các ngươi sẽ là cơ nghiệp quý giá của ta, mặc dù cả thế gian đều thuộc về ta. Riêng các ngươi sẽ là vương quốc thầy tế lễ và là dân tộc thánh cho ta. Đó, những lời con phải nói lại cho dân Israel." Như vậy trở về, triệu tập các bô lão đến và thuật lại cho họ những lời Chúa đã truyền dạy cho ông nói lại. Toàn dân đồng thanh trả lời rằng, "Chúng tôi sẽ làm theo mọi điều Chúa phán dạy." Môi-se trình lại lời của họ với Chúa. Chúa phán với Môi-se rằng, "Ta sẽ đến với con trong đám mây dày đặc, và dân chúng sẽ được nghe ta nói chuyện với con, để chúng luôn tin tưởng con." Môi-se cũng trình lên cho Chúa những điều dân Israel đã nói. Chúa phán dạy Môi-se.
Con hãy đến với dân Israel và bảo họ làm cho mình thánh sạch trong ngày hôm nay và ngày mai, bảo họ giặt áo sống và phải sẵn sàng vào ngày thứ ba, vì ngày đó Chúa sẽ giáng lâm trên núi Sinai trước mắt toàn dân. Con phải vạch ranh giới xung quanh núi cho dân chúng và bảo họ phải cẩn thận, đừng lên núi cũng đừng đụng đến chân núi. Ai đụng đến núi phải bị xử tử, người đó sẽ bị ném đá hoặc bị bắn tên cho chết. Không ai được đưa tay sờ đến người đó, dù là người ta hay súc vật. Hễ đụng đến núi thì phải chết. Chỉ khi nào có tiếng kèn thổi dài, người ta mới được lên núi. Môi-se ở trên núi đến với dân chúng, bảo họ giữ mình thánh sạch và giặt áo sống. Sau đó ông nói với họ, anh chị em phải chuẩn bị vào ngày thứ ba và phải kiêng đến gần đàn bà. Vào buổi sáng ngày thứ ba có sấm sét chớp nhoáng, mây đen kịt bao phủ núi và có tiếng kèn thổi vang làm cho mọi người trong doanh trại đều run sợ. Môi-se hướng dẫn dân chúng từ doanh trại bước ra để ra mắt Đức Chúa Trời và họ dừng lại ở chân núi. Khói bao phủ núi Sinai vì Chúa giáng lâm trong lửa. Khói từ núi bay lên như khói từ lò lửa hực và cả núi rung chuyển dữ dội. Tiếng kèn càng lâu càng vang động. Lúc đó Môi-se bắt đầu nói và có tiếng của Đức Chúa Trời đáp lời ông. Chúa giáng lâm trên đỉnh núi Sinai, gọi Môi-se lên núi. Ông liền vâng lời. Chúa phán với Môi-se, con xuống cảnh cáo dân chúng, bảo họ không được vượt qua ranh giới tìm xem Chúa mà nhiều người phải thiệt mạng. Ngay cả các thầy tế lễ khi đến gần Chúa cũng phải cho mình thánh sạch, nếu không họ sẽ bị Chúa tiêu diệt. Môi-se trình với Chúa, dân chúng không thể lên núi Sinai, vì chính Chúa có bảo con vạch ranh giới quanh núi và biệt riêng núi ra thánh. Chúa phán bảo Môi-se, con xuống đem Aaron lên với con, nhưng các thầy tế lễ và dân chúng không được vượt qua ranh giới lên đến ta. Ai bất tuân sẽ bị ta tiêu diệt. Như vậy Môi-se xuống núi đến với dân chúng và căn dặn họ. Sách Ai Cập Ký chương 20, 10 điều răn. Đức Chúa Trời công bố những lời này. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi, đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi đất nô nệ. Ngoài ta ra, các ngươi không được thờ các thần khác. Các ngươi không được làm cho mình tượng theo hình dạng của bất cứ vật gì ở trên trời cao, ở trên mặt đất hay ở dưới nước. Các ngươi không được sấp mình thờ phượng các tượng ấy, vì ta là Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Đức Chúa Trời kỵ ta. Ta hình phạt con cháu đến thế hệ thứ ba, thứ tư vì tội khước từ ta của tổ tiên họ, nhưng bày tỏ tình thương đến ngàn đời cho ai yêu mến ta và vâng giữ các điều răn ta. Các ngươi không được dùng tên Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi cách thiếu tôn kính, vì Chúa không coi người dùng tên Ngài cách thiếu tôn kính là người vô tội. Phải nhớ ngày Sa-bát và giữ làm ngày thánh. Các ngươi phải làm tất cả các công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày Sa-bát là ngày dành cho Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật và cả đến khách ở trong nhà các ngươi đều không được làm việc gì cả. Vì trong 6 ngày, Chúa đã dựng lên trời, đất, biển và mọi vật trong đó, nhưng Ngài nghỉ vào ngày thứ bảy. Như vậy, Chúa chúc phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày ấy. Phải yêu kính cha mẹ, để các ngươi có thể sống lâu trên đất mà Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi ban cho. Không được giết người, không được tà dâm, không được trộm cắp, không được làm chứng dối nghịch người khác, không được tham muốn nhà cửa của người khác, không được tham muốn vợ, tôi trai, tớ gái, bò lừa hay bất cứ thứ gì của người khác. Khi nghe thấy sấm chớp, tiếng kèn và núi bốc khói, dân chúng run rẩy sợ sệt. Họ đứng tận đằng xa và nói với Môi-se rằng, xin chính ông nói với chúng tôi và chúng tôi sẽ nghe lời. Xin đừng để Đức Chúa Trời phán với chúng tôi,
kéo chúng tôi chết mất. Môi-se nói với dân chúng, anh chị em đừng sợ, Đức Chúa Trời đến để thử anh chị em, để anh chị em có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và không phạm tội với Ngài. Trong khi Môi-se đến gần đám mây dày đặc là nơi Đức Chúa Trời ngự, thì dân chúng cứ đứng ở đằng xa. Hình tượng và bàn thờ. Sau đó, Chúa phán dạy Môi-se, con truyền lại cho dân Israel lời này, chính các ngươi đã thấy tận mắt ta từ trời phán cùng các ngươi, vậy các ngươi không được làm và đặt bên cạnh ta bất cứ thần tượng nào. Đừng làm cho mình các thần bằng bạc hay bằng vàng, các ngươi phải làm một bàn thờ bằng đất cho ta và dâng trên bàn thờ ấy tế lễ thiêu, tế lễ cầu an, cừu, dê và bò. Bất cứ nơi nào ta làm cho tên ta được tôn kính, ta sẽ đến và ban phước cho các ngươi. Nếu các ngươi thiết lập cho ta một bàn thờ bằng đá, thì đừng dùng đá đẽo, vì các ngươi sẽ làm ô uế bàn thờ khi dùng dụng cụ để đẽo đá. Không được đi lên bàn thờ ta bằng bậc thang để khỏi bộc lộ sự trần truồng của các ngươi. Xuất Ai Cập ký. Luật về nô lệ. Đây là những luật lệ con phải truyền cho dân Israel. Nếu các ngươi mua một người Hebrew làm nô lệ, người đó sẽ phục vụ trong 6 năm, nhưng đến năm thứ 7, người đó sẽ được tự do, không cần phải trả tiền chuộc. Nếu đến nhà ngươi một mình, thì người ấy cũng ra đi một mình. Nhưng nếu có vợ khi đến nhà ngươi, người ấy sẽ ra đi với vợ mình. Nếu chủ cưới vợ cho người nô lệ và họ có con cái, khi người ra đi, người nô lệ sẽ đi một mình, còn vợ và con đều thuộc về chủ. Nhưng nếu người nô lệ tuyên bố rằng, tôi yêu chủ, yêu vợ và không muốn ra đi tự do, thì người chủ phải đem người nô lệ này đến trước mặt các thẩm phán. Chủ sẽ dẫn người nô lệ đến cửa hay trụ cửa, rồi dùng dùi xỏ tai người ấy, và người ấy sẽ làm nô lệ cho chủ trọn đời. Nếu người có bán con gái mình làm nữ tỳ, đến năm thứ 7, nữ tỳ này sẽ không được trả tự do như các tôi tớ đàn ông. Nếu nữ tỳ này không còn vừa lòng chủ, mặc dù đã được chủ chọn cho mình, chủ phải để cho người khác chuộc nữ tỳ này và không được phép bán cho người nước ngoài vì chủ đã thất tín với nàng. Nếu chủ đã chọn một nữ tỳ cho con trai mình, chủ phải cho người này các đặc quyền như là con gái mình. Nếu chủ đã cưới một người nữ tỳ sau lại cưới vợ khác, chủ không được phép giảm thức ăn, áo sống và tình nghĩa vợ chồng với người vợ thứ nhất. Nếu chủ không cung cấp ba thứ này, người vợ thứ nhất có thể ra đi tự do mà không cần phải đóng tiền chuộc. Thương tích cá nhân. Ai đánh chết người chắc chắn sẽ bị xử tử. Tuy nhiên, nếu không có dự mưu và tai nạn do Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, người ấy phải chạy trốn đến chỗ ta sẽ chỉ định. Nhưng nếu có ai dự mưu và cố tình giết người, các ngươi phải dẫn tên sát nhân ra khỏi bàn thờ ta và đem xử tử. Ai đánh cha mẹ phải bị xử tử. Ai bắt cóc một người hoặc đem bán đi hoặc giữ lại phải bị xử tử. Ai đùa cha mẹ phải bị xử tử. Nếu hai người cãi lộn rồi một người đánh người kia bằng đá hay bằng nắm tay làm cho bị thương phải nằm liệt giường nhưng không chết, người gây ra thương tích sẽ không bị chuộc tội. Nếu người bị thương có thể đứng dậy, chống gậy đi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, người gây thương tích phải bồi thường thiệt hại cho người bị thương suốt thời gian người ấy không làm việc được cho đến khi lành mạnh. Nếu một người chủ dùng cây đánh nô lệ, nam hay nữ của mình, làm người nô lệ chết liền tại chỗ, người chủ phải bị trừng phạt. Nhưng nếu một hai ngày sau, người nô lệ này dậy được, thì chủ khỏi bị trừng phạt, vì nô lệ là tài sản của chủ. Nếu hai người đang đánh nhau,
đụng nhằm một phụ nữ đang có thai và làm cho phụ nữ này bị sinh thiếu tháng nhưng không bị thương tích trầm trọng, thì người có lỗi phải bồi thường theo mức chồng của phụ nữ ấy đòi hỏi và được thẩm phán chấp nhận. Nhưng nếu gây thương tích trầm trọng thì mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, phòng đền phòng, thương tích đền thương tích, bầm dập đền bầm dập. Nếu người chủ đánh nhầm con mắt của người nô lệ, dù nam hay nữ, và làm cho mù, thì người chủ phải bồi thường thiệt hại bằng cách để cho người nô lệ ra đi tự do. Nếu người chủ đánh rụng răng một người nô lệ, dù nam hay nữ, chủ phải để người nô lệ ra đi tự do để bồi thường răng bị rụng. Nếu một con bò báng chết một người đàn ông hay đàn bà, bò đó phải bị ném đá chết và không ai ăn thịt nó. Chủ bò sẽ không bị buộc phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu bò có tật báng và chủ đã được cảnh báo nhưng không chịu nhốt bò lại để bò báng chết người, dù nam hay nữ, thì bò phải bị ném đá chết và chủ cũng bị xử tử. Tuy nhiên, nếu thân nhân người chết cho phép chuộc mạng, chủ bò sẽ trả bất cứ giá nào thân nhân đòi hỏi. Luật này cũng áp dụng khi bò báng chết một thiếu niên, nam hay nữ. Nếu bò báng chết một người nô lệ, nam hay nữ, chủ bò phải trả 30 miếng bạc cho chủ người nô lệ, còn bò phải bị ném đá cho chết. Nếu có người mở miệng hầm hay đào hầm mà không đậy lại, và có bò hay nừa té xuống hầm, người chủ hầm phải bồi thường thiệt hại cho chủ bò và con bò chết sẽ thuộc về chủ hầm. Nếu bò của người này bán chết bò của người khác, hai người chủ sẽ đem bán hai con bò còn sống rồi chia tiền bán và chia con bò chết cho công bằng. Tuy nhiên, nếu chủ biết bò mình có tật báng mà không chịu nhốt lại, người chủ này phải chịu bồi thường bò đền bò và được giữ con bò chết. Xuất Ai Cập Ký, chương 22. Bảo vệ tài sản. Nếu một người bắt trộm bò hay cừu rồi đem giết hay đem bán đi, người ấy phải bồi thường. Nếu là bò thì 1/5, còn cừu thì 1/4. Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang và bị đánh chết, người đánh chết không mang tội sát nhân. Nhưng nếu một vụ xảy ra sau khi mặt trời mọc, người đánh chết sẽ mang tội sát nhân. Người trộm cắp phải bồi thường, nhưng nếu không có gì, người ấy phải đem bán để bồi thường cho vụ trộm cắp. Nếu tìm lại được con vật bị mất, cắp, dù là bò, lừa hay cừu trong tay kẻ trộm, và con vật vẫn còn sống, kẻ trộm chỉ phải bồi thường gấp đôi. Nếu một người thả gia súc đi ăn trong một cánh đồng hay trong vườn nho, rồi để chúng đi lạc qua và ăn trong cánh đồng của người khác, thì người phải lấy hoa lợi tốt nhất của cánh đồng hay vườn nho mình để bồi thường thiệt hại. Nếu một người nổi lửa đốt bụi gai, rồi lửa cháy lan qua, cháy hoa lợi đã gặt, hoa lợi chưa gặt, hay cháy cả cánh đồng của người khác, người đã nổi lửa phải bồi thường thiệt hại. Nếu một người gửi tiền bạc hay đồ vật nhờ hàng xóm giữ hộ, và những món này đã bị trộm cắp trong nhà của hàng xóm, kẻ trộm sẽ bồi thường gấp đôi nếu bị bắt. Nhưng nếu không bắt được kẻ trộm, người chủ nhà phải ra tòa để thẩm phán xác định người này có nhúng tay vào vụ trộm cắp tài sản của người kia hay không. Trong trường hợp có người giữ một con bò, lừa, cừu, áo sống hay bất cứ vật gì đã mất cắp, và có người nói rằng cái này là của tôi, thì cả hai bên phải đem nội vụ trình tòa. Người bị thẩm phán kết tội phải bồi thường gấp đôi cho láng giềng mình. Nếu một người gửi lừa, bò, cừu hay con vật nào khác cho láng giềng giữ hộ, nhưng con vật bị chết, bị thương hay bị lạc, mất khi không có ai chứng kiến, sự tranh chấp giữa hai bên sẽ được giải quyết bằng lời thề trước mặt Chúa rằng người láng giềng không nhúng tay vào tài sản của sở hữu chủ. Người này phải chấp nhận lời thề
và không được đòi bồi thường. Nhưng nếu con vật bị bắt trộm khi được gửi cho láng giềng giữ, người này phải bồi thường. Nếu con vật bị thú rừng xé xác, người này sẽ đưa xác con vật ra làm tang chứng và sẽ không bị buộc phải bồi thường. Nếu có một người mượn của láng giềng một con vật và nó bị chết hay bị thương trong khi không có mặt người chủ, người mượn con vật phải bồi thường. Nhưng nếu người chủ có mặt tại đó, người mượn sẽ không phải bồi thường. Nếu con vật được cho mướn, tiền mướn sẽ trang trải số thiệt hại. Trách nhiệm xã hội. Nếu một người quyến rũ một người con gái còn trinh, chưa hứa hôn với ai và ngủ với nàng, người này phải nạp sính lễ và nàng sẽ thành vợ người. Nếu người cha nhất định không chịu gả con gái mình, người kia vẫn phải trả đủ sính lễ như khi cưới con gái còn trinh, không được để cho người hành nghề phù thủy sống. Người nào nằm với một con vật phải bị xử tử. Người nào dâng tế lễ cho thần nào ngoài Chúa phải bị tiêu diệt. Đừng bạc đãi ngoại kiều, cũng đừng áp bức họ, vì các ngươi đã là ngoại kiều trong xứ Ai Cập. Đừng làm cho quá phụ và trẻ mồ côi đau khổ. Nếu các ngươi làm cho họ đau khổ và họ kêu van ta, và chắc chắn ta sẽ nghe tiếng kêu của họ, cơn giận của ta sẽ nổi lên và ta sẽ dùng gươm giết các ngươi. Như vậy, vợ các ngươi sẽ thành quả phụ và con cái các ngươi sẽ thành mồ côi. Nếu các ngươi cho một anh chị em thiếu thốn mượn tiền, đừng lấy lãi như người cho vay vẫn làm. Nếu các ngươi cầm áo sống của láng giềng làm của thế thân thì phải trả áo lại trước khi mặt trời lặn, vì áo đó là món duy nhất người láng giềng dùng để che thân. Lấy gì người đó dùng để đắp khi ngủ? Khi người đó kêu van ta, ta sẽ nghe vì ta giàu lòng thương xót. Đừng xúc phạm đến Đức Chúa Trời, cũng đừng rủa các lãnh đạo dân mình. Đừng chậm trễ trong việc dâng hiến ngũ cốc và rượu nho. Các ngươi phải dâng con trưởng lam cho ta, và cũng phải dâng bò và cừu đầu lòng. Hãy để cho chúng ở với mẹ trong 7 ngày, nhưng phải đem chúng vào dâng cho ta vào ngày thứ 8. Các ngươi phải là một dân tộc thánh cho ta. Vậy đừng ăn thịt con vật bị thú rừng cắn xé, nhưng phải quăng cho chó ăn. Xuất Ai Cập ký chương 23. Luật công lý và nhân từ. Đừng loan tin thất thiệt, đừng làm chứng dối giúp người ác, đừng hùa theo đám đông để làm ác khi người là nhân chứng trong một vụ án. Đừng hùa theo đám đông mà vẻ cong công lý, cũng đừng thiên vị người nghèo trong phiên tòa. Nếu ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc, phải dẫn nó về cho chủ. Nếu ngươi thấy lừa của kẻ thù ngã quỵ vì chở quá nặng, đừng làm ngơ, nhưng phải ra tay giúp đỡ. Đừng làm lệch cán cân công lý trong các vụ kiện liên hệ đến người nghèo. Đừng chấp nhận lời cáo gian và đừng để người vô tội hay ngay thẳng phải chịu tử hình, vì ta không dung thứ người có tội đâu. Đừng nhận hối lộ, vì của hối lộ làm mù mắt người sáng suốt và bẻ cong lời lẽ của người công bình. Đừng áp bức ngoại kiều, chính các ngươi đã biết rõ tâm trạng của ngoại kiều, vì các ngươi vốn là ngoại kiều trong xứ Ai Cập. Luật về ngày Sa-bát, các ngươi sẽ gieo giống và gặt hái trong 6 năm, nhưng trong năm thứ 7 phải để cho đất nghỉ, không cày bừa gieo trồng gì cả. Như vậy, người nghèo khó của ngươi sẽ kiếm được lương thực ngoài đồng, và thú rừng cũng được ăn những gì còn lại. Luật này cũng áp dụng cho vườn nho và vườn ô liu của các ngươi. Các ngươi làm việc trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 phải nghỉ, để cho bò lừa được nghỉ ngơi, và nô lệ sinh trong nhà ngươi cũng như ngoại kiều đều được dưỡng sức. Phải cẩn thận làm theo mọi điều ta đã phán dạy. Đừng cầu đảo tên các thần khác, môi miệng ngươi không được nhắc đến tên các thần ấy. Ba đại lễ hàng năm.
Mỗi năm các ngươi phải giữ ba đại lễ cho ta, phải giữ lễ bánh không men. Trong 7 ngày các ngươi ăn bánh không men, như ta đã dạy bảo. Lễ này phải giữ đúng thời điểm đã ấn định vào tháng riêng, vì vào tháng đó các ngươi ra khỏi Ai Cập. Không một ai đi tay không đến trước mặt ta, phải giữ lễ gặt hái bằng cách dâng hiến hoa quả đầu tiên của hoa lợi do các ngươi canh tác. Phải giữ lễ thu hoạch vào cuối năm khi các ngươi thu hoạch mùa màng từ ngoài đồng mang về. Mỗi năm 3 lần, tất cả các người đàn ông phải trình diện trước Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi. Đừng dâng hiến huyết sinh tế cho ta, chung với bất cứ món gì có men, mỡ của sinh tế không được giữ cho đến sáng hôm sau. Phải đem hoa quả đầu mùa tốt nhất do đất ruộng ngươi sản xuất đến nhà của Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Đừng nấu dê con trong sữa mẹ nó. Thiên sứ của Đức Chúa Trời, ta sai một thiên sứ đi trước mặt các ngươi để bảo vệ các ngươi dọc đàng và đem các ngươi vào nơi ta đã chuẩn bị. Phải chú ý và vâng theo lời thiên sứ dạy bảo. Đừng phản nghịch, chống đối lại thiên sứ. Thiên sứ sẽ không tha tội phản nghịch đâu, vì tên ta ở trong thiên sứ. Nếu các ngươi cẩn thận nghe lời thiên sứ và làm theo mọi điều ta phán dạy, ta sẽ nghịch với kiều địch của các ngươi và chống đối những người chống đối các ngươi. Thiên sứ ta sẽ đi trước các ngươi và đem các ngươi vào lãnh thổ của các dân Amorit, Hetit, Pheresit, Canaan, Hevit và Jebusit, và ta sẽ quét sạch chúng nó. Đừng sấp mặt trước mặt các thần của chúng, cũng đừng thờ phượng các thần ấy hay bắt chước các thói tục của họ. Các ngươi phải hủy diệt các thần ấy và đập vụn các trụ thờ của họ. Các ngươi chỉ thờ phượng Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi, và Ngài sẽ ban phước lành cho thức ăn, nước uống của các ngươi. Ta sẽ đem bệnh tật tránh xa các ngươi. Trong toàn quốc sẽ không có ai sảy thai hay son sẻ. Ta sẽ cho các ngươi trường thọ. Ta sẽ sai kinh hoàng đi trước các ngươi và làm náo loạn mọi nước đối nghịch các ngươi. Ta sẽ làm mọi thù nghịch các ngươi quay đầu bỏ chạy. Ta sẽ sai ong vò vẽ bay trước các ngươi để đuổi các dân Hevit, Canaan, Hetit khỏi trước mặt các ngươi. Nhưng ta sẽ không đuổi chúng nó hết trong 1 năm. Và nếu làm vậy, đất sẽ hoang vu và thú rừng sẽ trở lên quá nhiều. Các ngươi không kham nổi. Ta sẽ đuổi chúng lần lần cho đến khi các ngươi sinh sôi nảy nở đủ để chiếm hữu toàn xứ. Ta sẽ thiết lập biên giới cho các ngươi từ biển đỏ cho đến biển Philippines và từ sa mạc đến sông lớn. Ta sẽ trao cho các ngươi các dân tộc sống trong phần đất đó và các ngươi sẽ đuổi họ đi. Đừng kết ước với các dân tộc ấy hay các thần của họ. Đừng để họ sống lẫn lộn trên đất các ngươi, vì họ sẽ xúi giục các ngươi phạm tội với ta, và việc thờ phượng các thần đó chắc chắn sẽ đưa các ngươi vào cạm bẫy. Xuất Ai Cập Ký chương 24. Giao ước được chấp nhận. Chúa phán dạy Môi-se, con em A-rôn, Nadab, Abihu và 70 bô lão dân Israel đến với ta. Họ sẽ thờ phượng từ đằng xa, nhưng chỉ một mình Môi-se được đến gần Chúa. Các người kia không được phép đến gần. Trong dân chúng không được ai theo Môi-se lên núi. Khi Môi-se đã đi và thuật lại cho dân Israel nghe những lời phán và luật pháp của Chúa, họ đồng thanh đáp: chúng tôi sẽ làm theo mọi điều Chúa phán dạy. Môi-se ghi chép lại tất cả những điều Chúa đã phán. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, thiết lập một bàn thờ tại chân núi và dựng lên 12 trụ đá, tượng trưng cho 12 chi tộc Israel. Ông cũng cắt đặt một số thanh niên Israel và họ dâng tế lễ thiêu và dâng bò tơ làm tế lễ cầu an cho Chúa. Môi-se dựng phân nửa huyết trong một cái chậu, còn phân nửa kia ông đem rảy lên bàn thờ. Rồi ông đem cuốn sách giao ước ra đọc trước dân chúng. Họ đáp: chúng tôi sẽ làm theo mọi điều Chúa phán dạy, chúng tôi sẽ tuân theo. Môi-se lấy huyết rảy trên dân chúng và nói: đây là
huyết giao ước Chúa đã lập với các ngươi. Đúng theo mọi lời này, Môi-se, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu và 70 bô lão của dân Israel đứng dậy và trông thấy Đức Chúa Trời của dân Israel. Dưới chân Ngài có cái gì giống như cái bể bằng ngọc sapphire trong sáng như bầu trời xanh? Nhưng Đức Chúa Trời không đưa tay Ngài nghịch các cấp lãnh đạo của Israel. Họ trông thấy Đức Chúa Trời rồi ăn uống. Chúa phán dạy Môi-se: Con đến với ta trên núi và chờ đợi ta, ban cho con mấy bảng đá với luật pháp và điều răn ta đã ghi chép để dạy dỗ dân Israel. Môi-se với phụ tá là Giô-suê lên núi của Đức Chúa Trời. Ông căn dặn các bô lão: Các ông chờ đợi tại đây cho đến khi chúng tôi trở lại. A-rôn và Hu-rơ ở lại với các ông. Ai có tranh chấp gì có thể đến với hai ông. Khi Môi-se lên núi, mây che phủ núi và vinh quang của Chúa bao trùm núi Sinai. Trong 6 ngày, mây che phủ núi và qua ngày thứ 7, Chúa từ trong đám mây gọi Môi-se. Đối với dân Israel, vinh quang của Chúa trông giống như đám lửa cháy hực trên núi. Nên khi lên núi, Môi-se vào trong đám mây, ông ở trên núi 40 ngày và 40 đêm. Xuất Ai Cập ký chương 25. Tế lễ dâng cho đền tạm. Chúa phán dạy Môi-se: Con bảo dân Israel đem lễ vật dâng cho ta và con tiếp nhận lễ vật do mỗi người tự nguyện dâng hiến. Đây là những thứ lễ vật con sẽ nhận từ dân chúng: vàng, bạc, đồng, chỉ màu xanh, tím và đỏ, sợi lanh, lông dê, sa cừu nhuộm đỏ, da dê, gỗ si tim, dầu phong chức và hương thơm, bạch ngọc và các loại ngọc khác, để gắn vào ephod và bảng đeo ngực. Con bảo họ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Hãy làm đền tạm và các vật dụng giống hệt kiểu mẫu ta sẽ chỉ cho con. Dương giao ước. Làm một cái dương bằng gỗ di tim dài 1,25m, rộng 0,75m và cao 0,75m. Dùng vàng ròng bọc bên ngoài lẫn bên trong và làm cái viền bằng vàng quanh dương. Đúc 4 khoen vàng và gắn khoen vào 4 góc dương, 2 khoen bên này và 2 khoen bên kia. Làm 2 cái đòn bằng gỗ si tim và dùng vàng bọc đòn. Xỏ 2 cái đòn vào các khoen hai bên dương để khiêng rương, phải để đòn khiêng trong khoen, đừng bao giờ rút ra. Sau đó con sẽ để trong rương hai bảng giao ước ta sẽ ban cho con. Làm cái nắp chuộc tội bằng vàng ròng, dài 1,25m và rộng 0,75m. Làm 2 cherubim bằng vàng đặt ở hai đầu lắp chuộc tội, một cherubim ở đầu này và một ở đầu kia. Hai cherubim phải dính liền với nắp và đứng ở hai đầu nắp. Các cherubim đứng đối diện nhau với hai cánh xòe ra hướng lên phía trên và che trên nắp. Đặt nắp lên trên rương và đặt bảng giao ước ta sẽ ban cho vào trong rương. Trên nắp chuộc tội giữ hai cherubim và trên rương giao ước là nơi ta sẽ gặp con để ban cho con tất cả các mạng lệnh áp dụng cho dân Israel. Bàn bánh thánh. Đóng một cái bàn bằng gỗ si tim dài 1m, rộng 0,5m và cao 0,75m. Dùng vàng ròng bọc bàn và viền xung quanh bàn, làm khung xung quanh mặt bàn, bề rộng khung bằng một bàn tay và viền vàng quanh khung. Làm 4 khoen vàng để gắn vào 4 chân bàn ở 4 góc. Các khoen này giữ các đòn dùng để khiêng bàn. Các đòn này được làm bằng gỗ si tim bọc vàng và được dùng để khiêng bàn. Làm đĩa, muỗng bằng vàng ròng, cũng làm bình và bát bằng vàng ròng dùng để của lễ quán. Phải để bánh thánh trên bàn này trước mặt ta luôn luôn. Chân đèn. Làm một cái chân đèn bằng vàng sát. Từ chân đèn đến thân, bầu và hoa của đèn đều dính liền thành một khối. Từ thân đèn mọc ra 6 cánh,
ba cành bên này và ba cành bên kia. Trên mỗi cành có ba cái đài, hình hoa hạnh nhân với ba bầu và nụ. Cành kế bên cũng có ba cái đài. Và tất cả sáu cành từ thân đèn ra cũng giống như vậy. Thân của chân đèn có bốn cái đài, hình hoa hạnh nhân với bầu và nụ. Chân đèn có sáu cánh, cứ dưới mỗi hai cánh thì có một cái bầu. Tất cả các bầu và cành đều dính liền với chân đèn thành một khối và đều làm bằng vàng ròng đánh rát. Sau đó làm bảy ngọn đèn rồi đặt trên chân đèn thế nào để ánh sáng chiếu ra phía trước. Kéo cắt tim đèn và đĩa đựng tàn cũng làm bằng vàng ròng. Một ta lưng vàng ròng sẽ được dùng để làm chân đèn và các đồ phụ tùng trên đây. Con phải lưu ý làm các món này đúng theo kiểu mẫu đã cho con xem trên núi. Xuất Ai Cập Ký, chương 26. Đền tạm. Làm đền tạm với 10 tấm màn dệt bằng chỉ gai mịn màu xanh, tím và đỏ với hình cherubim do một người thợ tài giỏi thêu lên. Tất cả các màn này đều cùng cỡ bề dài 14 mét và bề ngang 2 mét. Kết 5 tấm màn thứ nhất dính lại thành một tấm lớn, rồi cũng kết 5 tấm màn còn lại thành một tấm lớn, làm các vòng bằng chỉ xanh dọc theo biên của tấm màn lớn thứ nhất, rồi cũng làm các vòng cho tấm màn lớn thứ hai. Làm 50 cái vòng trên một cạnh của tấm màn lớn thứ nhất, cũng làm 50 cái vòng trên tấm màn lớn thứ hai. Các vòng trên hai tấm màn này được đặt đối diện nhau. Làm 50 cái móc bằng vàng và dùng các móc này để kết hai tấm màn lớn lại với nhau thành một đơn vị duy nhất dùng làm đền tạm. Cũng lấy lông dê làm 11 tấm màn dùng làm mái che đền tạm. Tất cả 11 tấm màn này đều cùng cỡ, bề dài 15 mét và bề rộng 2 mét. Kết 5 tấm màn lại thành một bộ, 6 tấm màn còn lại cũng được kết thành một bộ, nhưng tấm thứ 6 được xếp đôi lại cho phủ xuống trước đền. Làm 50 cái vòng dọc theo đường biên của bộ thứ nhất và cũng làm 50 cái vòng như vậy cho bộ kia, rồi làm 50 cái móc đồng để móc liền hai bộ màn lông dê này lại thành một mái che đền. Mái này có một phần thặng dư được thả thòng ở mặt sau đền, cũng có phần thặng dư với chiều dài 0,5 mét để thả thòng hai bên đền. Phủ trên mái che này một lớp da cừu nhuộm đỏ, rồi phủ trên lớp da cừu một lớp da dê. Làm vách đền tạm bằng ván xi tim. Một tấm ván dài 5 mét, rộng 0,5 mét và đặt thẳng đứng với hai lỗ móng song song với nhau. Các tấm ván trong đền tạm đều có lỗ mộng. Vách phía nam đền có 20 tấm ván. Dưới mỗi tấm ván có hai lỗ mộng bằng bạc. Tất cả là 40 lỗ mộng cho các tấm ván này. Về phía kia, tức là phía bắc của đền, cùng làm 20 tấm ván và 40 lỗ mộng bằng bạc, hai lỗ mộng cho mỗi tấm ván, làm 60 tấm cho phía sau, tức là phía tây của đền, và làm hai tấm ván cho hai góc ở phía này. Ở hai góc này, ván phải làm hai lớp từ dưới lên đến trên cùng và ghép lại với nhau bằng một cái khoen. Cả hai góc đều làm giống như vậy. Vách này có 8 tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc, dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng. Cùng làm các thanh xà ngang bằng gỗ xi tim, 5 thanh xà ngang cho phía này, 5 thanh cho phía kia và 5 thanh cho phía tây, tức là phía sau của đền tạm. Thanh xà ngang chính giữa chạy dài từ đầu này đến đầu kia và nằm ở chính giữa các vách. Lấy vàng bọc các tấm ván vách và làm vòng vàng giữa các thanh xà ngang, cũng lấy vàng bọc các thanh này. Con phải dựng đền tạm theo kiểu mẫu được chỉ cho con trên núi. Dệt một tấm màn bằng chỉ lanh màu xanh, tím và đỏ, rồi một người thợ tay giỏi thêu hình cherubim lên tấm màn. Dùng móc vàng treo màn này trên 4 trụ gỗ xi tim. Các trụ này đều bọc vàng và được đặt trên 4 đế trụ bằng bạc. Treo bức màn vào các móc và đặt dương giao ước phía sau bức màn.
Bức màn này sẽ phân chia nơi thánh và nơi chí thánh. Lấy lắp chuộc tội, đậy nên dương giao ước và đặt dương trong nơi chí thánh, đặt bàn bánh thánh bên ngoài về phía bắc của đền và đặt cây chân đèn đối diện với bàn về phía nam. Làm một cái màn cho cửa vào trại. Màn phải được một thợ thêu dệt bằng chỉ lanh màu xanh, tím và đỏ, làm móc bằng vàng để treo màn này trên 5 trụ bằng gỗ xi tim bọc vàng. Các trụ này được đặt trong đế trụ bằng đồng. Xuất Ai Cập Ký chương 27. Bàn thờ của lễ thiêu. Đóng một bàn thờ bằng gỗ xi tim hình vuông, dài 2,5 m, ngang 2,5 m và cao 1,5 m, làm 4 cái sừng và gắn sừng liền vào góc bàn thờ. Thế nào cho 4 sừng với bàn thờ thành một khối, dùng đồng bọc bàn thờ, các vật phụ tùng của bàn thờ và thùng đựng cho, xuồng, bồn chứa nước, đỉnh ba và đĩa đựng than lửa đều làm bằng đồng. Làm một cái giá giữ than bằng lưỡi đồng và làm 4 cái khoen cho 4 góc giá. Đặt giá dưới thành bàn thờ để nó nhô lên đến phân nửa bề cao của bàn thờ. Làm đòn khiêng bàn thờ bằng gỗ xi tim và lấy đồng bọc đòn, xỏ đòn vào các khoen ở hai bên bàn thờ để khiêng. Bàn thờ làm bằng ván rộng ở giữa, đúng theo kiểu mẫu đã chỉ cho con trên núi. Hành lang là một hành lang cho đền tạm, phía nam dài 46 m, có màn sợi lanh với 20 trụ đồng và 20 lỗ trụ cũng bằng đồng, cùng với các móc bạc và các đai cũng bằng bạc. Phía bắc cũng dài 46 m và cũng có màu với 2 trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, cùng với các móc và đai bạc. Cạnh phía tây của hành lang rộng 23 m, với các màn được treo trên 10 cột trụ, đặt trên 10 lỗ trụ. Về phía đông, tức là hướng mặt trời mọc, hành lang cũng rộng 23 m. Một bên cửa đền có màn dài 7 m, treo trên 3 cột trụ, đặt trên 3 lỗ trụ. Bên kia cửa vào cũng có màn dài 7 m, treo trên 3 cột trụ, đặt trên 3 lỗ trụ. Cửa vào hành lang có một mức màn dài 9 m, do một người thợ thêu tài giỏi, thêu với chỉ gai mịn màu xanh, tím và đỏ. Bức màn được treo trên 4 cột trụ, đặt trên 4 lỗ trụ. Tất cả các cột trụ xung quanh hành lang đều được nối liền với nhau bằng cây bạc, các móc cũng bằng bạc và các lỗ trụ bằng đồng. Như vậy chiều dài của hành lang là 46 m, chiều rộng 23 m, với các bức màn bằng sợi lanh bề cao 2,3 m và với các lỗ trụ bằng đồng. Tất cả các dụng cụ khác dùng trong đền tạm, bất cứ có công dụng gì, kể cả cọc cắm lều dùng cho đền thờ và cho hành lang, đều làm bằng đồng. Dầu dùng cho cây đèn. Con truyền cho dân Israel đem dầu trong ép với trái ô liu để đốt đèn cháy sáng luôn. Aaron và các con trai phải giữ cho đèn cháy sáng luôn trước mặt Chúa từ tối đến sáng trong trại hội kiến. Đặt bên ngoài bức màn, bên trong có dương rao ước. Đây là một luật lệ vĩnh viễn áp dụng cho các thế hệ hậu lai của dân Israel. Xuất Ai Cập Ký chương 28. Y phục của thầy tế lễ. Trong dân Israel, con hãy chọn Aaron anh con cùng với các con trai người là Nadab, Abihu, Eleazar và Ithamar để họ phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. May bộ áo lễ thánh cho Aaron anh con để người được uy tín và vinh dự. Con bảo những người thiện nghệ đã được ta ban cho sự khôn ngoan để họ may bộ áo lễ Aaron mặc trong khi được tấn phong và trong chức vụ thầy tế lễ để phục vụ ta. Sau đây là các phần của bộ áo lễ họ sẽ may: bảng đeo ngực, ephod, áo dài, áo lá, khăn đội đầu và đai thắt lưng. Như vậy, con phải may các bộ áo lễ thánh cho Aaron và cho các con trai của người để họ phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Con bảo họ dùng vàng, chỉ màu xanh, tím đỏ và sợi lanh.
ephod. Con bảo một người thợ tài giỏi làm cái ephod bằng vàng, chỉ màu xanh, tím, đỏ và sợi lanh. Ephod có hai đai gắn liền vào hai góc để có thể thắt chặt lại. Dây thắt ephod cũng được làm cách tinh vi và dùng cùng các thứ vật là vàng, chỉ màu xanh, tím, đỏ và sợi lanh. Lấy hai viên bạch ngọc và khắc trên đó tên các con trai Israel theo thứ tự ngày sinh của họ. Sáu tên trên một viên bạch ngọc này và sáu tên trên viên bạch ngọc kia. Khắc tên của các con trai Israel trên hai viên bạch ngọc theo cách người cắt ngọc khắc con dấu. Sau đó đem hai viên ngọc nhận vào hai khuôn vàng và gắn hai viên ngọc này vào hai đai vai của ephod làm ngọc tưởng niệm cho các con trai Israel. Aaron sẽ mang khắc tên này trên hai vai mình khi làm kỷ niệm trước mặt Chúa. Làm các khuôn bằng vàng với hai sợi dây chuyền bằng vàng ròng giống sợi dây thừng, rồi gắn hai dây chuyền vào khuôn vàng bảng đeo ngực. Con bảo một người thợ tài giỏi làm một bảng đeo ngực dùng để đi đến các quyết định. Làm bảng này bằng các vật liệu dùng để làm ephod và vàng, chỉ màu xanh, tím, đỏ và sợi lanh. Bảng này hình vuông, bề dài một gang tay, bề rộng một gang tay và làm bằng hai lớp vải. Gắn lên bảng bốn hàng ngọc. Hàng thứ nhất có hồng mã não, hoàng ngọc và hồng ngọc. Hàng thứ hai có bích ngọc, lam ngọc và kim cương. Hàng thứ ba có ngọc hồng biểu, ngọc mã não và ngọc tím. Hàng thứ tư có ngọc lục, bạch ngọc và vân ngọc. Nhận các viên ngọc này lên khuôn vàng, có tất cả 12 viên cho mỗi con trai của Israel. Tên của các chi phái được khắc lên các viên ngọc như cách khắc con dấu. Làm các dây chuyền bằng vàng ròng, xoắn chuôn ốc, giống sợi dây thừng cho bảng đeo ngực. Làm hai cái khuyên vàng gắn liền vào hai góc của bảng đeo ngực. Gắn hai dây chuyền vào hai khuyên vàng ở hai góc của bảng đeo ngực. Còn đầu kia của hai dây chuyền được gắn vào hai khuôn vàng để cho liền vào hai đai vai của ephod về phía trước. Làm hai khuyên vàng và gắn ở góc bên kia trong bảng đeo ngực kế bên ephod. Làm hai khuyên vàng khác và gắn vào bên dưới của đai vai ở phía trước ephod, sát với đường biên ngay trên dây thắt lưng của ephod. Dùng sợi dây màu xanh buộc bảng đeo ngực với cái ephod qua các khuyên vàng để cho bảng đeo ngực và ephod khỏi rời nhau. Mỗi khi vào trong nơi thánh, Aaron sẽ mang trên lòng mình tên của các con trai Israel là tên được khắc trên bảng đeo ngực để làm kỷ niệm thường xuyên trước mặt Chúa. Cũng đặt Urim, Thunim trong bảng đeo ngực để Aaron đeo trên lòng mình mỗi khi người vào trước sự hiện diện của Chúa. Các áo lễ khác. May áo dài khoác ngoài ephod hoàn toàn bằng vải xanh với một cái lỗ để trồng đầu ở chính giữa. Dệt một đường viền quanh lỗ này để giữ cho khỏi rách. Thắt trái lựu bằng chỉ xanh tím đỏ để các trái lựu này theo gấu áo xen kẽ với chuông vàng. Các chuông vàng và trái lựu được kết xen kẽ với nhau vòng theo gấu của áo dài. Aaron phải mặc áo này mỗi khi thi hành chức vụ. Người ta sẽ nghe tiếng chuông vàng mỗi khi Aaron vào nơi chí thánh trước sự hiện diện của Chúa và khi ra khỏi nơi này để người khỏi phải chết. Làm một cái thẻ bằng vàng ròng và khắc tên thẻ như cách con khắc con dấu thánh cho Chúa. Dùng dây màu xanh buộc thẻ vào khăn đội đầu ngay ở phía trước khăn. Thẻ sẽ ở trên trán Aaron và người sẽ mang lấy tội của dân Israel. Khi họ dâng tế lễ thánh, bất cứ loại của lễ nào, thẻ sẽ thường trực ở trên trán Aaron để của lễ được Chúa chấp nhận. Dệt một áo lót bằng chỉ gai mịn, một khăn đội đầu cũng bằng sợi lanh. Một người thợ thêu sẽ thêu thắt lưng, cũng dệt áo lót, khăn đội đầu và thắt lưng cho các con trai để cho họ được uy tín và vinh dự. Sau khi con mặc các bộ áo lễ đó cho Aaron và các con trai của người,
con sẽ sức giàu và tấn phong họ để họ phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ, cũng may quần lót để che thân thể từ bụng xuống đến đùi. A-dôn và các con trai người phải mặc quần này khi vào trại hội kiến, ngay khi đến gần bàn thờ để phục vụ cho lời thánh, để họ khỏi mang tội chết. Đây là một luật lệ vĩnh viễn áp dụng cho A-rôn và cho dòng dõi người. Xuất Ai Cập Ký, chương 29. Tấn phong các thầy tế lễ. Đây là điều con phải làm để tấn phong họ, để cho họ có thể phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Bắt một con bò đực tơ và hai con cừu đực không vết tích, dùng bột mì mịn nhưng không dùng men, để làm bánh lạt, bánh ngọt pha dầu và bánh kẹp tẩm dầu. Để các bánh này vào một cái giỏ để dâng cùng với con bò và hai con cừu. Sau đó con đem A-rôn và các con trai người đến cửa vào trại hội kiến và lấy nước tắm rửa họ. Lấy bộ quần áo lễ, gồm có áo dài, áo khoác ngoài ê-phót, cái ê-phót và bảng đeo ngực để mặc cho A-rôn. Dùng đai thắt lưng đã được dệt cách khéo léo để giữ ê-phót cho chặt. Lấy khăn đội đầu lên đầu người và gắn cái thẻ thánh lên khăn. Lấy dầu sức cho người bằng cách đổ dầu lên đầu, cũng mặc áo dài cho các con trai A-rôn, đội khăn lên đầu họ, sau đó lấy dây thắt lưng thắt cho A-rôn và các con trai người. Họ sẽ chức vụ tế lễ theo một mạng lệnh vĩnh viễn. Đó là cách con tấn phong cho A-rôn và các con trai người. Dắt con bò đực đến trước trại hội kiến, rồi A-rôn và các con trai sẽ đặt tay trên đầu con bò, giết con bò trước sự hiện diện của Chúa tại cửa vào trại hội kiến. Con lấy ngón tay nhúng vào huyết bò và bôi lên các sừng bàn thờ và đổ phần huyết còn lại nơi chân bàn thờ. Lấy hết mỡ bọc ruột, mỡ bọc gan, hai quả bùa dục với mỡ bọc quanh đem đốt trên bàn thờ, nhưng thịt da và phân bò phải đem đốt bên ngoài doanh trại. Đó là của lễ chuộc tội. Dắt một con cừu đực đến để A-rôn và các con trai người đặt lên đầu nó, giết cừu và lấy huyết cừu dẩy khắp chung quanh bàn thờ, chặt cừu ra từng miếng, rửa bột nòng và chân rồi đem để chung với đầu và các miếng khác, sau đó đem đốt cả con cừu trên bàn thờ. Đó là của lễ thiêu, một của lễ có mùi thơm dùng lửa dâng cho Chúa. Dắt con cừu thứ hai đến để A-rôn và các con trai người đặt tay lên đầu nó, giết cừu, lấy huyết cừu bôi lên trái tai bên phải, trên ngón cái bàn tay phải và trên ngón cái bàn chân phải của A-rôn và của các con trai người, rồi lấy huyết cừu dày khắp các phía bàn thờ. Lấy một ít huyết trên bàn thờ trộn với một ít dầu sức, đem rảy trên A-rôn và trên áo sống người, trên các con trai A-rôn và trên áo sống họ. Như vậy, A-rôn các con trai người với áo sống của họ đều trở nên thánh. Vì đây là con cừu dùng vào việc tấn phong, nên con lấy mỡ cừu gồm cả mỡ đuôi và mỡ bọc bộ lòng, phần bọc lá gan, hai trái bổ dục với mỡ bọc quanh cái đùi phải, cũng lấy trong giỏ bánh không men ở trước mặt Chúa một ổ bánh, một bánh ngọt pha dầu và một bánh kẹp, rồi đem đặt các món này vào tay A-rôn và tay các con trai người để họ đưa qua đưa lại trước mặt Chúa làm của lễ đưa qua đưa lại. Sau đó con lấy các món ấy từ tay họ và đem đốt trên bàn thờ cùng với của lễ thiêu có mùi thơm dâng lên Chúa và là một của lễ dùng lửa dâng cho Chúa. Sau khi con lấy cái ngực con cừu dùng vào việc tấn phong đưa qua đưa lại cái ngực ấy trước mặt Chúa làm của lễ đưa qua đưa lại, rồi cái ngực đó sẽ thuộc phần con. Con làm nên thánh các phần của con cừu dùng vào việc tấn phong là các phần thuộc về A-rôn và các con trai người, tức là cái ức đã đưa qua đưa lại với cái đùi đã trình dâng. Đây là phần do dân Israel dâng hiến và được chia cho A-rôn và các con trai người. Đây là phần do dân Israel đóng góp khi họ dâng tế lễ cầu an cho Chúa. Bộ áo thánh của A-rôn sẽ được truyền lại cho con cháu
để họ mặc khi được sức dầu và được tấn phong. Người con trai kế vị A-dôn làm thầy tế lễ sẽ mặc bộ áo thánh này trong 7 ngày khi đến trại hội kiến và thi hành chức vụ trong nơi chí thánh. Con đem con cừu dùng vào việc tấn phong và lấu thịt nó trong một địa điểm thánh. A-dôn và các con trai người phải ăn thịt con cừu đó với bánh trong giỏ tại cửa vào trại hội kiến. Họ phải ăn các món này là của lễ chuộc tội, và họ được tấn phong và được biệt riêng ra thánh. Không một ai khác được ăn các món này vì là thức ăn thánh. Nếu thịt và bánh còn thừa đến sáng hôm sau, phải đem đốt hết và không được ăn vì là các món thánh. Con phải thực hành cho A-rôn và các con trai người tất cả mọi điều ta truyền bảo con, và lễ tấn phong họ sẽ kéo dài trong 7 ngày. Mỗi ngày phải dâng một con bò làm của lễ chuộc tội, làm cho bàn thờ tinh sạch bằng cách làm của lễ chuộc tội và thanh hóa bàn thờ bằng cách sức dầu. Trong 7 ngày con làm lễ chuộc tội và thanh hóa bàn thờ, sau đó bàn thờ sẽ trở nên rất thánh, và bất cứ cái gì đụng đến bàn thờ đều trở nên thánh. Đây là những thứ con phải thường xuyên dâng lên mỗi ngày trên bàn thờ: 2 con cừu 1 tuổi, dâng một con vào buổi sáng và một con vào trạng vạng tối, cùng với con cừu thứ nhất. Con dâng 2 lít bột phỉn trộn với 1 lít dầu ép từ trái ô liu và 1 lít rượu nho để làm lễ quán. Dâng con cừu thứ hai vào lúc trạng vạng tối với của lễ chay và lễ quán cũng giống như dâng vào buổi sáng, đó là của lễ dùng lửa dâng có mùi thơm lên Chúa. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, của lễ thiêu phải được dâng thường xuyên tại cửa vào trại hội kiến trước mặt Chúa. Tại đó ta sẽ gặp và trò chuyện với con. Tại đó ta cũng sẽ gặp dân Israel và vinh quang ta sẽ làm cho nơi này nên thánh. Như vậy ta sẽ thánh hóa trại hội kiến và bàn thờ, cũng thánh hóa A-rôn và các con trai người để họ phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Ta sẽ ở giữa dân Israel và sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Họ sẽ biết ta là Chúa, Đức Chúa Trời của họ, đấng đã đem họ ra khỏi Ai Cập để ta có thể ở giữa họ. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của họ. Xuất Ai Cập Ký chương 30. Bàn thờ dâng hương. Là một bàn thờ bằng gỗ xi tim để dâng hương. Bàn thờ này hình vuông, dài 0,6 mét, ngang 0,6 mét và cao 1 mét. Có các sừng được gắn liền và trở thành một khối với bàn thờ. Dùng vàng ròng bọc mặt bàn, các cạnh bàn, các sừng và làm đường viền khắp xung quanh bàn. Làm mỗi bên bàn 2 cái khoen vàng và gắn khoen vào ngay bên dưới đường viền để giữ đòn khiêng. Làm 2 cái đòn khiêng bằng gỗ xi tim bọc vàng, đặt bàn thờ này trước mặt màn che dương giao ước và lát chuộc tội đậy trên dương là nơi ta sẽ gặp con. A-rôn phải đốt hương thơm trên bàn thờ này vào mỗi buổi sáng khi trông nom các đèn, và cũng phải đốt hương khi người đốt đèn lúc chạng vạng tối. Như vậy hương sẽ được đốt thường xuyên trước mặt Chúa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đừng đốt trên bàn thờ này thứ hương gì khác, cũng đừng dâng của lễ thiêu hay lễ quán trên đó. Mỗi năm một lần, A-rôn sẽ làm lễ chuộc tội trên các sừng của bàn thờ. Lễ chuộc tội hàng năm này phải được làm với huyết con sinh tế chuộc tội cho thế hệ hậu lai. Đây là một bàn thờ rất thánh cho Chúa. Tiền chuộc tội. Sau đó Chúa phán dạy Môi-se rằng: khi con kiểm tra dân số Israel, mỗi người phải nạp cho Chúa một món tiền chuộc mạng. Như vậy, chứng bệnh dịch sẽ không phát ra khi con kiểm tra họ. Mỗi người được kiểm kê sẽ nạp 6 gram theo hệ cân đo nơi thánh. Mỗi xiếc lơ bằng 20 gera, nửa xiếc lơ này là tiền dâng hiến cho Chúa. Tất cả những người được kiểm tra là người từ 20 tuổi trở lên đều phải nạp món tiền dâng này cho Chúa. Người giàu không nạp hơn 6 gram và người nghèo không nạp kém. Khi các ngươi dâng hiến cho Chúa để chuộc mạng sống mình, con nhận tiền chuộc mạng này
do dân Israel nạp và sử dụng vào việc trại hội kiến. Đây là một kỷ niệm cho dân Israel trước mặt Chúa khi họ nạp tiền để chuộc mạng mình. Bồn nước bằng đồng. Chúa phán dạy Môi-se rằng làm một cái bồn nước bằng đồng với chân cũng bằng đồng, dùng để rửa giấy, đặt bồn vào khoảng giữa trại hội kiến và bàn thờ, đổ nước vào bồn. A-rôn và các con trai người sẽ dùng nước trong bồn để rửa tay chân bất cứ khi nào vào trại hội kiến. Họ phải lấy nước rửa tay chân để khỏi chết. Cũng vậy, mỗi khi đến gần bàn thờ để dâng của lễ thiêu cho Chúa, họ cũng phải rửa tay và chân để khỏi chết. Đây là một mạng lệnh vĩnh viễn cho A-rôn và dòng dõi người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dầu thánh. Chúa phán dạy Môi-se rằng, con lấy các hương liệu sau đây: 6 kg một dược nước, 3 kg đàn quế, 3 kg nhựa thơm, 6 kg quế bì, tất cả đều theo hệ cân đo nơi thánh, và 4 lít dầu olive. Một chuyên viên chế nước hoa sẽ dùng các hương liệu này chế ra một thứ dầu sức thánh. Đây là một thứ dầu sức thánh. Dùng dầu này sức lên trại hội kiến, dương giao ước, bàn và các dụng cụ của bàn, chân đèn và các dụng cụ đốt đèn, bàn thờ dâng hương, bàn thờ dâng của lễ thiêu và các dụng cụ của bàn thờ, bồn nước và chân bồn. Con biệt riêng các món này ra thánh để tất cả trở nên rất thánh, và bất cứ thứ gì đụng đến cũng đều được thánh hóa. Con sức dầu phong chức lên A-rôn và các con trai người để họ phục vụ ta trong chức vụ thầy tế lễ. Con hãy nói với dân Israel rằng đây là dầu thánh và các ngươi phải coi là một vật thánh. Đừng đổ dầu này trên thân thể của người nào cả và cũng đừng chế dầu theo công thức này. Đây là dầu thánh và các ngươi phải coi là một vật thánh. Bất cứ ai chế dầu giống như dầu này và bất cứ người nào đổ dầu trên người không phải là thầy tế lễ sẽ bị trút khỏi cộng đồng Israel. Hương thánh. Chúa phán dạy Môi-se: con lấy các hương liệu gồm có tổ hợp hương, 2 yểm hương, phong tử hương và nhũ hương nguyên chất, tất cả đều có phần lượng bằng nhau, và một chuyên viên chế nước hoa sẽ chế thành một thứ hương thánh. Đây là thứ hương thánh có muối và tinh chất. Lấy một phần nghiền thành bột và dày bột này trước dương giao ước trong trại hội kiến là nơi ta sẽ gặp con. Hương này rất thánh, không được chế hương theo công thức này để dùng cho mình. Phải coi đây là một vật thánh cho Chúa. Bất cứ ai nào một thứ hương giống hương này để thưởng thức sẽ bị trút khỏi cộng đồng Israel. Xuất Ai Cập ký chương 31. Bethsaleen và Oholiab. Chúa phán dạy Môi-se rằng: này, ta đã chọn Bethsaleen, con trai Uri, cháu Hư-rơ thuộc chi tộc Juda, và ta đã cho người này đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, với tài khéo léo, khả năng và hiểu biết trong ngành thủ công nghệ, để vẽ kiểu và chế tạo các món bằng vàng, bạc và đồng, để cắt và nhận ngọc, để chạm gỗ và làm các loại thủ công nghệ. Ngoài ra, ta cũng chỉ định Oholiab, con trai Ahisamac, thuộc chi độc Dan, để làm phụ tá cho Bethsaleen. Ta cũng ban tài năng cho các thợ khéo để họ thực hiện mọi thứ ta đã truyền dạy cho, kể cả trại hội kiến, dương giao ước với nắp chuộc tội, đậy trên rương và tất cả mọi dụng cụ khác trong đền, gồm có bàn và các món dụng cụ, chân đèn bằng vàng rồng và các món dụng cụ, bàn thờ dâng hương, bàn thờ dâng của lễ thiêu và các món phụ tùng, bồn nước và chân bồn, cũng như các thứ áo lễ, bộ áo lễ thánh cho thầy tế lễ A-rôn, các bộ áo lễ cho các con trai người khi những người này thi hành chức tế lễ, sức dầu thánh và hương thánh cho lơi thánh.
họ phải thực hiện các món này đúng theo mạng lệnh ta đã truyền cho con. Luật ngày Sa-bát. Chúa phán dạy Môi-se rằng, con hãy truyền mạng lệnh này cho dân Israel. Các ngươi phải giữ ngày Sa-bát của ta. Đây là một dấu hiệu giữa ta và các ngươi, từ thế hệ này sang thế hệ khác, để các ngươi biết ta là Chúa, đấng làm các ngươi nên thánh. Phải giữ ngày Sa-bát, vì là ngày thánh cho các ngươi. Ai vi phạm ngày ấy sẽ bị xử tử. Ai làm bất cứ công việc gì trong ngày ấy phải bị trút khỏi cộng đồng Israel. Các ngươi làm việc trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ và thánh cho Chúa. Ai làm bất cứ công việc gì trong ngày Sa-bát phải bị xử tử. Người Israel phải giữ ngày Sa-bát từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đây là một dấu hiệu vĩnh viễn giữa ta và dân Israel. Vì Chúa dựng nên trời đất trong 6 ngày, và qua ngày thứ 7, ngày ngưng công việc và nghỉ ngơi. Sau khi phán dạy Môi-se những điều này trên núi Sinai, Chúa ban cho Môi-se hai bảng giao ước là hai bảng đá do tay của Đức Chúa Trời viết lên trên. Xuất Ai Cập Ký, chương 32. Con bò vàng. Khi thấy đã quá lâu mà Môi-se chưa xuống núi, dân Israel họp quanh A-rôn và nói: Xin ông làm ra một vị thần để hướng dẫn chúng ta, vì không biết có gì đã xảy ra cho Môi-se, người đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập. A-rôn đáp: Hãy tháo các đôi bông tai bằng vàng của vợ con trai và con gái các ông và đem đến đây cho tôi. Như vậy dân chúng tháo bông tai của họ và đem đến cho A-rôn. Ông lấy các món họ đem đến đúc thành một tượng hình bò con và dùng dụng cụ trau chuốt. Rồi họ reo hò: Hỡi Israel, đây là thần của các ngươi đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Khi thấy vậy, A-rôn lập một bàn thờ trước con bò con và tuyên bố: Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lễ mừng Chúa. Qua ngày hôm sau, dân chúng dậy sớm, dâng của lễ thiêu và của lễ cầu an, rồi đứng dậy mở cuộc truy hoan. Lúc ấy Chúa phán dạy Môi-se: Con xuống núi đi, vì đoàn dân con đem ra khỏi Ai Cập đã hư hỏng rồi. Chúng đã vội bỏ con đường ta truyền dạy mà làm cho mình một tượng theo hình bò con. Chúng đã quỳ lại trước tượng đó, dâng của lễ cho nó và nói: Hỡi người Israel, đây là thần của chúng ta đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập. Chúa phán tiếp với Môi-se: Ta lại thấy rõ dân này, chúng là một dân cứng cổ. Con để mặc ta, để cho cơn giận ta cháy phừng lên nghịch với chúng, và ta sẽ diệt chúng, rồi ta sẽ làm cho con trở thành một dân tộc lớn. Nhưng Môi-se nài xin ơn huệ của Chúa, Đức Chúa Trời của mình rằng: Lạy Chúa, tại sao cơn giận của Chúa cháy lên nghịch dân Chúa, là dân Chúa đã đem ra khỏi xứ Ai Cập với quyền năng lớn và với cánh tay toàn năng? Tại sao để cho người Ai Cập nói rằng khi đem họ ra, Chúa có ác ý là để cho họ chết trên núi và để xóa sạch họ khỏi mặt đất? Xin Chúa nguôi cơn giận, đổi ý và không giáng tai họa trên dân Chúa. Xin Chúa nhớ lại các tôi tớ của Chúa là Abraham, Isaac và Israel, là những người được Chúa chỉ chính mình Chúa mà thề rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông như sao trên trời. Ta sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả đất đai ta đã hứa với họ, và đất đó sẽ là cơ nghiệp vĩnh viễn của họ. Chúa đổi ý không giáng tai họa trên dân của Ngài như Ngài đã đe dọa. Môi-se quay xuống núi, trong tay có cầm hai bảng giao ước. Hai bảng này viết cả hai mặt, mặt trước và mặt sau. Hai bảng này là việc của Đức Chúa Trời làm. Chữ trên đó là chữ của Đức Chúa Trời và được khắc trên bảng đá. Khi Môi-se nghe tiếng dân chúng reo hò, liền nói với Môi-se: Có tiếng chiến tranh trong doanh trại,
Nhưng Môi-se đáp, đó không phải là tiếng chiến tranh, cũng không phải là tiếng chiến bại. Tiếng ta nghe là tiếng hát sướng. Khi đến gần doanh trại và thấy bò con với cảnh nhảy múa, Môi-se nổi giận, ném hai bảng đá vào chân núi, làm bể tan tành. Sau đó ông lấy tượng bò con, đem đốt trong lửa, rồi ông nghiền tượng nát thành bột, đem bột rắc trên nước và bắt dân Israel uống. Rồi Môi-se nói với A-rôn, dân này đã làm gì cho anh mà anh dẫn họ vào tội lỗi trầm trọng như thế này? A-rôn đáp, xin Chúa tôi đừng giận. Chúa đã biết họ là dân có khuynh hướng làm điều ác. Họ nói với tôi, xin ông làm ra một vị thần để hướng dẫn chúng tôi, vì không biết có gì xảy ra cho Môi-se là người đã đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Vì vậy tôi nói với họ, ai có các món đồ bằng vàng thì tháo ra. Họ đem vàng đến cho tôi ném vàng đó vào lửa, và từ đó mà ra bò con này. Môi-se nhận thấy dân chúng phóng đãng vì A-rôn để cho họ buông lung, và họ đã trở thành trò cười cho quân thù. Vì vậy ông đứng tại cửa vào doanh trại và nói, ai thuộc về Chúa, hãy đến đây với tôi. Tất cả người Lê-vi tập họp xung quanh Môi-se. Môi-se nói với những người này, đây là điều Chúa, Đức Chúa Trời của Israel phán. Mỗi người phải đeo gươm bên mình, rồi đi qua đi lại suốt doanh trại từ đầu này đến đầu kia. Mỗi người giết anh em, bạn hữu và láng giềng của mình. Người Lê-vi vâng theo mạng lệnh Môi-se, và trong ngày đó có độ 3.000 người chết. Môi-se nói với họ, hôm nay anh em đã được biệt riêng ra cho Chúa, chẳng xá chi đến con cái và anh em mình. Vì vậy Chúa giáng phước cho anh em hôm nay. Qua ngày hôm sau, Môi-se nói với dân chúng, anh chị em đã phạm một trọng tội, nhưng tôi sẽ lên với Chúa, có lẽ tôi có thể chuộc tội cho anh chị em. Vậy Môi-se trở lên gặp Chúa và thưa, Chúa ơi, dân này đã phạm tội quá nặng, đã làm cho mình một thần bằng vàng, nhưng xin Chúa tha tội cho họ, nếu không xin Chúa xóa tên con khỏi sách Chúa đã viết đi. Chúa đáp lời Môi-se, ai phạm tội với ta sẽ xóa tên người đó khỏi sách ta. Còn bây giờ, con phải đi dẫn dân Israel đến nơi ta đã bảo con, và thiên sứ của ta sẽ đi trước con. Tuy nhiên, khi thời điểm hình phạt đến, ta sẽ hình phạt dân này vì tội lỗi của họ. Chúa giáng bệnh dịch trên dân Israel vì họ thờ phượng bò con A-rôn đã làm ra. Xuất Ai Cập ký chương 33. Sau đó Chúa phán dạy Môi-se rằng, con và dân sự con đã đem ra khỏi Ai Cập, hãy rời bỏ chỗ này và đi lên xứ ta đã hứa ban cho Abraham, Isaac và Jacob. Khi ta thề với họ, ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi các con. Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước dẫn đường cho con, và ta sẽ đuổi các dân Canaan, Amorit, Hethit, Pherezit, Hevit và Jebusit đi. Các ngươi sẽ vào xứ tràn đầy sữa và mật ong, nhưng ta sẽ không đi với các ngươi, vì các ngươi là một dân cứng cổ và ta có thể tiêu diệt các ngươi dọc đường. Khi nghe tin dữ này, dân chúng đều khóc than như có tang chết, và không một người nào đeo đồ trang sức, vì Chúa có phán bảo Môi-se nói với dân Israel, các ngươi là một dân cứng cổ, nếu ta đi với các ngươi, dù chỉ trong một thời gian ngắn, ta có thể tiêu diệt các ngươi. Bây giờ hãy tháo hết đồ trang sức, đợi xem ta sẽ quyết định làm gì cho các ngươi. Vậy, ngay từ khi rời khỏi núi Horeb, dân Israel tháo hết mọi đồ trang sức. Trại hội kiến. Lúc đó Môi-se đem cái lều thánh ra đựng bên ngoài doanh trại một khoảng xa và gọi lều ấy là trại hội kiến. Ai muốn cầu hỏi ý Chúa đều đến lều này ở bên ngoài doanh trại. Mỗi khi Môi-se đi ra lều, toàn dân đều đứng lên và đứng ở trước cửa trại của họ, nhìn theo Môi-se cho đến khi ông vào lều. Vừa khi ông vào lều, trụ mây hạ xuống và dừng trước cửa trong khi Chúa trò chuyện với Môi-se. Khi thấy trụ mây dừng ở cửa lều, ai nấy đều
đứng lên ở cửa trại mình rồi cúi sấp mình xuống mà thờ phượng. Chúa đối diện với Môi-se như một người nói chuyện với bạn mình. Sau đó Môi-se trở về doanh trại, nhưng thanh niên phụ tá ông là Giô-suê con trai Nun không rời khỏi lều. Môi-se và vinh quang của Chúa. Môi-se thưa với Chúa: Chúa có bảo con lãnh đạo dân này, nhưng Chúa không cho con biết Chúa sẽ sai ai đi với con. Chúa cũng đã phán: Ta biết đích danh con và con làm vui lòng Chúa. Nếu con làm Chúa vui lòng, xin dạy con đường lối Chúa để con biết Chúa và tiếp tục nhận được các đặc ân của Chúa. Xin Chúa nhớ dân này là dân của Chúa. Chúa đáp: Chính ta đi với con và sẽ cho con được an nghỉ. Môi-se thưa: Nếu chính Chúa không đi với chúng con, xin đừng sai chúng con đi lên khỏi đây. Làm sao người ta biết được rằng con và dân này được Chúa vui lòng nếu Chúa không đi với chúng con? Việc Chúa đi với chúng con sẽ phân biệt con và dân Chúa và tất cả các dân tộc khác trên mặt đất. Chúa phán với Môi-se: Ta sẽ làm mọi điều con cầu xin, vì con làm ta vui lòng, vì ta biết đích danh con. Lúc ấy Môi-se thưa: Xin cho con được nhìn xem vinh quang Chúa. Chúa đáp: Ta sẽ phát hiện đức nhân ái ta trước mặt con. Ta sẽ tuyên bố danh ta là Chúa trước mặt con. Ta bày tỏ lòng từ ái với ai ta muốn từ ái. Ta thi thố lòng thương xót với ai ta muốn thương xót. Nhưng con không thể thấy diện mạo ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Rồi Chúa phán tiếp: Kìa là tảng đá bên cạnh ta. Con hãy đứng nơi đó, khi vinh quang ta đi ngang qua, ta sẽ đặt con vào khe đá và lấy tay che con đến khi ta qua khỏi. Lúc ấy ta sẽ rút tay lại và con sẽ thấy sau lưng ta chứ không thấy được mặt ta. Xuất Ai Cập Ký chương 34. Bảng đá mới. Chúa phán dạy Môi-se: Con đục hai bảng đá giống hai bảng trước, và ta sẽ viết lại trên đó những lời ta đã viết trên hai bảng con đã đập vỡ. Phải sẵn sàng vào sáng mai, con trình diện với ta trên đỉnh núi. Không ai được đi theo con, cũng không ai được lảng vảng trên núi. Đến cả bầy bò và bầy cừu cũng không được ăn cỏ dưới chân núi. Vậy Môi-se đục hai bảng đá giống hai bảng đá trước và leo lên núi Sinai lúc sáng sớm, như Chúa đã dạy bảo. Trong tay ông có cầm hai bảng đá. Chúa giáng lâm trong đám mây, đứng đó với Môi-se và tuyên bố danh Ngài là Chúa. Chúa đi ngang qua trước mặt Môi-se và tuyên bố: Ta là Chúa, ta là Chúa. Đức Chúa Trời có lòng thương xót và nhân từ, chậm giận, đầy ơn, đầy dẫy tình thương và thành tín, giữ lòng bác ái đến ngàn đời, tha thứ gian ác, phản nghịch và tội lỗi, nhưng không để cho người có tội được thoát hình phạt, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời. Môi-se lập tức cúi mặt sát đất và thờ phượng. Ông thưa với Chúa: Ôi Chúa, nếu con được đặt ân dưới mắt Chúa, xin Chúa cùng đi với chúng con. Xin Chúa tha thứ gian ác và tội lỗi chúng con, chấp nhận chúng con là sản nghiệp của Chúa, mặc dù chúng con là một dân cứng cổ. Chúa phán: Này, ta lập giao ước với các con, trước mặt dân con, ta sẽ làm những phép lạ trước đây chưa hề thấy trong bất cứ dân tộc nào trên đất. Toàn dân Israel là dân còn chung sống sẽ thấy những việc hết sức đáng sợ mà ta, Chúa, sẽ làm cho các ngươi. Phải tuân theo mạng lệnh ta truyền cho con hôm nay. Ta sẽ đuổi các dân Amorit, Canaan, Hethit, Pherezit, Hevit và Jebusit trước mặt các ngươi. Phải cẩn thận không được kết ước với các dân sinh sống trong xứ các con sẽ vào, vì nếu làm vậy, họ sẽ thành cạm bẫy cho các con. Phải hủy phá bàn thờ, đập nát các hình tượng và triệt hạ các trụ Asera của các dân ấy. Đừng thờ lại bất cứ thần nào khác, vì Chúa là Đức Chúa Trời kỵ ta, danh Ngài là kỵ ta. Phải cẩn thận đừng kết ước với các dân bản xứ, vì khi họ hành dâm với các tà thần, cúng tế lễ vật cho các thần đó, rồi mời mọc các ngươi và các ngươi sẽ ăn của cúng. Cũng đừng cưới con gái họ cho con trai các ngươi,
vì những người con gái này sẽ hành dâm với các tà thần và hướng dẫn con trai các ngươi thờ lạy các thần ấy. Đừng đúc hình tượng, phải giữ lễ bánh không men, trong 7 ngày phải ăn bánh không men như ta đã truyền dạy cho con. Giữ lễ này vào thời điểm đã ấn định trong tháng riêng, vì trong tháng đó các ngươi ra khỏi Ai Cập. Tất cả các con đầu lòng đều thuộc về ta, kể cả con đầu lòng đực của bầy, gia súc, dù là bầy cừu hay bầy bò, dùng cừu con để chuộc con nửa đầu lòng. Nếu không chuộc thì phải bẻ gãy cổ con nửa, phải chuộc tất cả con trưởng lam của các ngươi, không được trình diện trước mặt ta với 2 bàn tay trắng. Các ngươi làm việc trong 6 ngày, nhưng phải nghỉ vào ngày thứ 7, ngay trong mùa cày cấy và mùa gặt hái, các ngươi cũng phải nghỉ. Phải giữ lễ các tuần với hoa lợi đầu mùa của mùa gặt lúa mì và lễ thu hoạch vào cuối năm. Mỗi năm 3 lần, toàn thể nam giới phải trình diện trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời của Israel. Ta sẽ đuổi dân tộc khỏi các ngươi, mở rộng bờ cõi các ngươi, và không một ai sẽ thèm muốn xứ sở các ngươi khi các ngươi ra mắt Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi, mỗi năm 3 lần. Đừng dâng huyết con sinh tế cho ta, chung với bất cứ món gì có men, và đừng để thịt sinh tế của lễ vượt qua còn lại đến sáng hôm sau. Phải đem hoa lợi đầu mùa tốt nhất của ruộng đất ngươi lên nhà của Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Đừng nấu dê con trong sữa mẹ nó. Rồi Chúa phán dạy Môi-se, con ghi chép lại những lời này, vì căn cứ trên những lời này mà ta lập giao ước với con và với dân Israel. Môi-se ở trên núi với Chúa 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước. Chúa viết trên 2 bảng đá lời của giao ước, tức 10 điều răn. Mặt Môi-se sáng rực khi từ trên núi Sinai xuống với 2 bảng đá giao ước trong tay. Môi-se không biết rằng mặt ông sáng rực vì ông đã trò chuyện với Chúa. Khi Aaron và toàn dân Israel thấy mặt Môi-se sáng rực, không dám đến gần. Nhưng khi nghe Môi-se gọi, Aaron và tất cả các cấp lãnh đạo trong cộng đồng đến và ông trò chuyện với họ. Sau đó, toàn thể dân Israel cũng đến gần và ông truyền lại cho họ các mạng lệnh Chúa đã ban cho ông trên núi Sinai. Sau khi nói chuyện với họ, Môi-se lấy màn che mặt mình lại, nhưng khi vào trong sự hiện diện của Chúa để thưa chuyện với Ngài, ông tháo màn che mặt cho đến khi ông trở ra và truyền lại cho dân Israel những mạng lệnh của Chúa. Lúc ấy dân chúng thấy mặt ông sáng rực nên ông lấy màn che mặt cho đến khi ông trở lại hầu chuyện với Chúa. Luật về ngày Sa-bát. Môi-se triệu tập toàn thể cộng đồng Israel lại và nói với họ: đây là những điều Chúa truyền bảo anh chị em phải vâng giữ. 6 ngày đầu là những ngày để làm việc, nhưng ngày thứ 7 là ngày thánh, tức là ngày nghỉ dành cho Chúa. Bất cứ người nào làm công việc gì trong ngày đó phải bị xử tử. Lửa cũng không được đốt lên trong ngày Sa-bát, bất cứ nơi nào các ngươi ở. Vật liệu để dựng đền tạm. Môi-se nói với toàn thể cộng đồng Israel rằng, đây là điều Chúa truyền dạy. Anh chị em trích trong của cải mình có để dâng hiến cho Chúa. Mỗi người tự nguyện đem dâng cho Chúa vàng, bạc và đồng, chỉ xanh, tím, đỏ, sợi lanh, lông dê, da cừu nhuộm đỏ, da dê, gỗ si tim, dầu ô liu để thắp đèn, các hương liệu để chế dầu sức và hương thơm, bạch ngọc và các thứ ngọc để gắn lên ephod và bảng đeo ngực. Tất cả những người khéo tay trong dân phải đến để làm mọi thứ Chúa truyền bảo. Đền tạm với trại, mái tre, móc, khuôn, thanh xả ngang, trụ và đế trụ, dương giao ước với đòn khiêng và nắp chuộc tội, bức màn che dương, các bàn, đòn khiêng cùng với tất cả phụ tùng và bánh thánh, cây đèn với các đồ phụ tùng, đèn và dầu thắp đèn, bàn thờ dâng hương và đòn khiêng, dầu tấn phong và hương thơm, màn che cửa vào đền tạm, bàn thờ dâng của lễ thiêu, giá đồng, đòn khiêng,
với các món phụ tùng, bồn nước bằng đồng và chân bồn, màn che hành lang, trụ và lỗ trụ, màn che cửa hành lang, cọc cắm lều cùng với dây dùng cho đền tạm và hành lang, các bộ áo lễ, thiêu diệt, cung phu dùng trong nơi thánh, gồm có bộ áo lễ thánh cho thầy tế lễ Aaron và các con trai người khi họ phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Nghe Môi-se dạy xong, toàn thể cộng đồng Israel ra về. Sau đó những người được lòng mình thúc giục tự nguyện đem đến các lễ vật dâng lên cho Chúa để dựng đền tạm, làm tất cả các trang bị cần thiết cho sự thờ phượng và các bộ áo thánh. Tất cả những người tự nguyện, cả nam lẫn nữ, đều mang đến đủ loại trang sức bằng vàng như vòng đeo mũi, bông tai, nhẫn, vòng đeo tay dâng hiến lên Chúa. Những người khác đem đến chỉ xanh, tím, đỏ hay sợi lanh, lông dê, da cừu, nhuộm đỏ, da dê để dâng hiến. Tất cả những người nào để dành bạc và đồng dâng lên Chúa đều mang đến. Những người có gỗ xi tim để dâng vào việc thờ phượng đều mang đến. Các phụ nữ khéo tay đem đến chỉ xanh, vàng, đỏ và sợi lanh chính tay họ đã làm. Cũng có bà tình nguyện dệt lông dê theo khả năng mình. Các cấp lãnh đạo dâng hiến bạch ngọc và các loại ngọc khác để gắn lên ephod và bảng đeo ngực. Họ cũng mang đến dầu ô liu để thắp đèn và các hương liệu để chế dầu tấn phong và hương thơm. Như vậy, toàn thể dân Israel, cả nam lẫn nữ, đều vui lòng đem dâng hiến lên Chúa những lễ vật tự nguyện để làm tất cả các công việc Chúa đã truyền bảo họ qua Môi-se, Bezaleel và Oholiab. Môi-se nói với dân Israel, lạy, Chúa đã gọi đích danh Bezaleel con Uri cháu Hur thuộc chi tộc Juda và cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời với tài khéo khả năng và hiểu biết về mọi ngành thủ công nghệ để vẽ kiểu và chế tạo các vật bằng vàng, bạc, đồng để cắt và nhận ngọc, chạm gỗ và làm các công tác mỹ thuật. Bezaleel cùng với Oholiab, con trai Ahisamac thuộc chi tộc Dan, được Chúa ban cho khả năng để dạy người khác. Chúa cũng phú cho hai người này tài khéo để làm tất cả các công việc chạm trổ, thủ công, vẽ kiểu, thêu thùa và dệt với chỉ xanh, đỏ, tím, sợi lanh, và cả hai đều có biệt tài thủ công nghệ và vẽ kiểu. Xuất Ai Cập ký chương 36. Như vậy Bezaleel, Oholiab cùng với những người được Chúa phú cho tài khéo và khả năng để hiểu biết và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc thờ phượng trong nơi thánh, phải làm công việc đúng theo mạng lệnh Chúa truyền. Môi-se triệu tập Bezaleel, Oholiab và những người khác đã được Chúa phú cho khả năng và có tinh thần tự nguyện đến để bắt tay vào việc. Họ nhận từ tay Môi-se những lễ vật dân Israel đã đem đến dâng vào công việc thờ phượng trong nơi thánh. Mỗi sớm mai, dân chúng cứ tiếp tục mang lễ vật đến, làm cho các người thợ chuyên môn đang tham dự vào việc thiết lập đền tạm phải ngưng công tác. Họ nói với Môi-se, dân chúng dâng hiến quá nhiều hơn số cần thiết để thực hiện các công việc Chúa đã dạy bảo. Vì vậy, Môi-se ra lệnh cho người loan báo trong khắp doanh trại rằng đừng ai đem bất cứ lễ vật nào cho công tác thiết lập đền tạm nữa. Phải ngăn cản dân chúng như vậy để họ đừng dâng hiến thêm, vì đã có thừa vật liệu để làm tất cả các công việc đền tạm. Tất cả những người thợ khéo nhất trong số người tham gia công tác thiết lập đền tạm dệt 10 bức màn bằng chỉ lanh màu xanh, tím và đỏ, với hình cherubim thêu sắc sảo. 10 bức màn này đều có cùng cỡ, dài 14 mét, rộng 2 mét. Họ nối 5 bức màn lại với nhau, 5 bức màn kia cũng được nối lại. Như vậy, họ kết thúc các vòng bằng chỉ xanh dọc theo đường biên của tấm màn lớn thứ nhất, rồi làm các vòng trên đường biên của tấm thứ hai. Họ cũng làm 50 cái vòng trên tấm màn thứ nhất và 50 vòng trên tấm màn thứ hai để cho các vòng đối diện nhau. Sau đó họ làm 50 cái móc bằng vàng và dùng các móc này kết hai tấm màn lại thành một đơn vị duy nhất dùng làm đền tạm. Họ làm 11 bức màn bằng lông dê để làm cái trại che trên đền tạm.
11 bức màn này có cùng một cỡ dài 15 mét, rộng 2 mét. Họ kết 5 bức màn này thành một bộ và kết 6 bức màn còn lại thành bộ thứ hai. Rồi họ làm 50 cái vòng dọc theo đường biên của tấm màn lớn thứ nhất và cũng làm vòng dọc đường biên của tấm màn lớn thứ hai. Họ làm 50 móc đồng để kết hai bộ này lại thành một mái lều cho đền tạm. Họ cũng làm một tấm phủ che lều bằng da cừu nhuộm đỏ rồi làm bên trên mái này một tấm phủ khác cũng bằng da dê. Họ dùng ván xi tim làm các bức vách thẳng đứng cho đền tạm. Mỗi tấm ván dài 14m, rộng 0,75m với hai cái mộng song song. Họ làm tất cả các bức vách trong đền tạm theo cách này. Họ làm 20 tấm ván cho bức vách phía nam đền tạm và 40 lỗ mộng bằng bạc. Mỗi tấm ván có hai lỗ mộng ngay dưới hai cái mộng của tấm ván phía đối diện, tức là phía bắc của đền tạm. Họ cũng làm 20 tấm ván với 40 đế bằng bạc. Cứ mỗi tấm ván có hai đế có ổ lăn khớp với mộng. Họ làm 6 tấm ván cho phía sau, tức là phía tây của đền tạm, và làm 2 tấm nữa cho hai góc phía sau của đền tạm. Ở hai góc này, hai tấm ván được ghép đôi từ đất lên đến mái và có một cái khoen cài lại. Cả hai tấm ván ở hai góc đều làm giống nhau. Như vậy, phía tây có 8 tấm ván và 16 đế bằng bạc có ổ ăn khớp với mộng. Mỗi tấm ván có 2 đế bạc. Họ cũng làm các thanh xà ngang bằng gỗ xi tim, 5 thanh cho bức vách ở phía đền, 5 thanh cho bức vách ở phía tây về phía sau của đền tạm. Họ cũng làm thanh chính giữa đặt nằm giữa các tấm ván từ đầu này đến đầu kia của vách. Họ lấy vàng bọc các tấm ván vách và làm các khoen vàng để giữ các thanh xà ngang. Các thanh xà ngang cũng được bọc bằng vàng. Họ cũng làm một bức màn bằng sợi lanh với chỉ xanh tím đỏ và có hình cherubim thêu sắc sảo. Họ làm 4 cây trụ bằng gỗ xi tim để treo bức màn và lấy vàng bọc các trụ này. Họ cũng làm các móc vàng cho các cây trụ và đúc 4 đế có lỗ trụ bằng bạc để dựng trụ lên. Để che cửa vào đền tạm, họ làm một bức màn bằng sợi lanh chung với chỉ màu xanh, tím và đỏ có thêu hình sặc sỡ. Họ làm 5 cây trụ, lấy vàng bọc đầu trụ và bọc đai trụ và làm 5 đế có lỗ trụ bằng đồng. Xuất Ai Cập Ký, chương 37. Dương giao ước Bezalel đóng cái rương bằng gỗ xi tim dài 1m25, ngang 0,75 và cao 0,75m. Ông lấy vàng ròng bọc cả bên trong lẫn bên ngoài và làm đường viền quanh rương. Ông làm 4 cái khoen vàng và gắn vào 4 chân rương, 2 khoen phía bên này và 2 khoen phía bên kia. Ông cũng làm các đòn khiêng bằng cây xi tim bọc vàng, rồi xỏ đòn vào các khoen ở hai bên để rương đi. Ông làm nắp chuộc tội bằng vàng ròng, bề dài 1m25, bề ngang 0,75. Ông dùng vàng giáp làm 2 cherubim gắn liền ở hai đầu lắp chuộc tội, 1 cherubim ở đầu này và 1 cherubim ở đầu kia. Cả hai được gắn liền vào hai đầu và trở lên một khối với lắp chuộc tội. Các cherubim đứng đối diện nhau, mặt cúi xuống, nắp chuộc tội và xòe hai cánh ra phủ trên nắp. Bàn bánh thánh. Ông làm một cái bàn bằng gỗ xi tim bề dài 1m, bề ngang 0,5m và bề cao 0,75m. Ông lấy vàng ròng bọc bàn và làm đường viền quanh bàn. Ông đóng khung quanh mặt bàn, bề rộng của khung bằng một gang tay, rồi làm đường viền vàng xung quanh khung. Ông làm 4 cái khoen và gắn khoen vào 4 chân ở 4 góc bàn. Các khoen này được gắn gần khung của mặt bàn để xỏ đòn khiêng bàn. Các đòn khiên làm bằng cây xi tim bọc vàng. Ông cũng lấy vàng ròng làm các dụng cụ là chén đĩa, bát và bình dùng để làm lễ quán. Chân đèn. Bezalel làm một cây đèn bằng vàng ròng. Chân đèn, thân đèn, đài, bầu và nụ đều bằng vàng giáp và dính liền với nhau thành một khối
Từ thân đèn mọc ra 6 cành, 3 cành bên này và 3 cành bên kia. Cành thứ nhất có 3 cái hoa, mầm và nụ, giống hình hoa hạnh nhân. Cành kế bên và cả 6 cành mọc từ thân đèn ra đều có hoa như vậy. Thân đèn có 4 cái hoa với mầm và nụ, giống hình hoa hạnh nhân. Ông cũng làm một cái bầu bên dưới 2 cành thứ nhất từ thân đèn ra, rồi làm cái bầu thứ 2 ở dưới 2 cành thứ 2, và làm cái bầu thứ 3 ở dưới 2 cành thứ 3, có tất cả 6 cành. Bầu và cành được làm bằng vàng ròng rát ra và gắn liền thành một khối với chân đèn. Ông cũng làm 7 ngọn đèn, kéo cắt tim đèn và đĩa đựng tàn bằng vàng ròng. Ông cũng dùng 34kg vàng ròng để làm chân đèn và đồ phụ tùng. Bàn thờ dâng hương. Bezalel đóng bàn thờ dâng hương bằng gỗ xi tim. Bàn thờ hình vuông, bề dài 0.5m, bề ngang 0.5m và bề cao 1m. Các sừng được gắn liền với bàn thờ thành một khối. Ông lấy vàng ròng bọc mặt bàn, các cạnh bàn, các sừng bàn và làm đường viền quanh bàn. Ông làm 2 cái khoen vàng gắn bên dưới đường viền, mỗi bên 1 khoen để xỏ đòn khiêng. Ông làm đòn khiêng bằng gỗ xi tim bọc vàng. Ông cũng chế dầu sức thánh và hương thơm thuần túy, pha chế cách chuyên nghiệp. Bàn thờ dâng sinh tế. Bezalel đóng bàn thờ dâng sinh tế bằng gỗ xi tim hình vuông, bề dài 2,5m, bề ngang 2,5m và bề cao 1,5m. Ông đẽo 4 góc bàn thờ nhô lên như 4 cái sừng, sừng dính liền vào một khối với bàn thờ, rồi lấy đồng bọc bàn thờ. Ông cũng làm tất cả đồ phụ tùng bằng đồng, gồm có thùng đựng tro, xẻng, bình để rẫy, chĩa ba và nồi đựng than lửa. Ông làm một cái giá bằng lưới đồng đặt dưới thành bàn thờ để nó thòng xuống đến phân nửa chiều cao của bàn thờ. Ông làm 4 khoen đồng ở 4 góc rá để xỏ đòn khiêng. Các đòn khiêng này làm bằng cây xi tim bọc đồng. Đòn khiêng được xỏ vào các khoen đồng ở hai bên bàn thờ để khiêng đi. Bàn thờ được đóng bằng ván và rỗng ở giữa. Bồn nước bằng đồng. Ông dùng các gương soi bằng đồng do các phụ nữ phục vụ tại cửa vào trại hội kiến dâng hiến để làm ra bồn nước và chân bồn. Hành lang đền tạm. Sau đó ông làm hành lang. Phía nam hành lang dài 46m, có màn che làm bằng sợi lanh với 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, cùng với các móc và đai bạc gắn vào trụ. Phía bắc hành lang cũng dài 46m với 20 cây trụ, 20 lỗ trụ bằng đồng, cùng với các móc và đai bạc gắn vào trụ. Phía tây hành lang dài 23m, có màn che với 10 cây trụ và 10 lỗ trụ, cùng với các móc và đai bạc gắn vào trụ. Phía đông là hướng mặt trời mọc, cũng dài 23m. Một bên cửa vào hành lang có bức màn dài 7,5m, cùng với 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Bên kia cửa vào cũng có một bức màn dài 7,5m, cùng với 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Tất cả các bức màn chung quanh hành lang đều làm bằng sợi lanh, các cây trụ và lỗ trụ bằng đồng, các móc và đai trụ bằng bạc và đầu trụ đều bọc bạc. Các cây trụ trong hành lang đều có đai bạc. Bức màn che cửa vào hành lang bằng sợi lanh do một thợ thêu bằng chỉ xanh, tím và đỏ. Màn này dài 10m, bề cao 2m như các bức màn bao quanh hành lang, cùng với 4 cây trụ và 4 lỗ trụ bằng đồng. Các cây trụ này có móc và đai bằng bạc với đầu trụ bọc bạc. Tất cả các cọc cắm trại dùng cho đền tạm và hành lang xung quanh đều bằng đồng. Tổng kết vật liệu được sử dụng. Sau đây là tổng số vật liệu để thực hiện đền tạm. Là nơi cất giữ 2 bảng đá ghi chép 10 điều răn. Những người Lê-vi ghi chép lại tổng số này theo lệnh của Môi-se và dưới sự hướng dẫn của Ithama, con trai thầy tế lễ Aaron. Bezalel con Uri, cháu Hu-rơ thuộc chi tộc Giu-đa, hoàn tất mọi việc theo mạng lệnh Chúa truyền. Cộng tác với ông có Oholiab, con trai Ahisamac, thuộc chi tộc Đan, là người có tài thủ công nghệ.
vẽ kiểu và thêu thùa với chỉ xanh, tím, đỏ và sợi lanh. Tổng số vàng được dùng để thực hiện các công việc trong đền tạm do dân Israel dâng hiến theo cách dâng đưa qua đưa lại là 1.000 cân vàng. Theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh, tổng số bạc do những người được kiểm tra dân số đem đến dâng là 3.400 kg. Theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh, có tất cả 603.550 nam công dân từ 20 tuổi trở lên được kiểm tra. Mỗi người dâng 5,5 gram, tức là nửa siếc nơ, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh. Có 3.400 kg bạc được dùng để làm 100 lỗ mộng cho các bức màn trong đền tạm. Có tất cả 100 lỗ mộng và 100 ta lưng. Mỗi ta lưng dùng làm một lỗ mộng. Số 300 kg còn lại được dùng để bọc đầu trụ và để làm móc và đai. Tổng số đồng được dâng hiến theo cách dâng nâng lên là 2.400 kg đồng. Số đồng này được dùng để làm lỗ trụ cho cửa vào trại hội kiến, bàn thờ bằng đồng với giá đồng và các đồ phụ tùng của bàn thờ này. Các đế có lỗ trụ cửa vào hành lang và tất cả các cọc cắm trại dùng cho đền tạm và hành lang. Xuất Ai Cập ký chương 39. Lễ phục của thầy tế lễ. Bezalel dùng chỉ xanh, tím và đỏ để dệt các bộ áo lễ rực rỡ, dùng cho công tác phục vụ trong nơi thánh và làm bộ áo lễ thánh cho Aaron đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho Môi-se. Ephod. Bezalel dùng vàng, chỉ xanh, tím, đỏ và sợi lanh để làm cái ephod. Ông dắt mỏng vàng, cắt thành sợi, rồi thêu cách tinh vi lên sợi lanh cùng với chỉ xanh, tím và đỏ. Họ làm hai cái cầu vai và nối hết vào hai thân của ephod ở hai đầu giáp thành một áo. Thắt lưng cũng được may bằng sợi lanh và thêu bằng vàng sợi, chỉ xanh, tím, đỏ và được gắn thành một với ephod đúng theo mệnh lệnh Chúa đã truyền cho Môi-se. Ông nhận các viên bạch ngọc vào khuôn vàng và khắc tên các con trai Israel lên ngọc như cách khắc con dấu. Rồi họ gắn hai viên ngọc lên hai cầu vai của ephod để làm ngọc tưởng niệm cho các con trai Israel đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho Môi-se. Bảng đeo ngực. Bezalel làm bảng đeo ngực một cách tinh vi và cũng như khi làm ephod, ông dùng vàng, chỉ xanh, tím, đỏ và sợi lanh. Bảng này hình vuông, bề dài một gang tay, bề ngang một gang tay và may hai lớp vải. Họ gắn lên bốn hàng ngọc. Hàng thứ nhất có hồng mã lão, hoàng ngọc và hồng ngọc. Hàng thứ nhì gồm có bích ngọc, lam ngọc, kim cương. Hàng thứ ba gồm có ngọc hồng biểu, ngọc mã lão và ngọc tím. Hàng thứ tư gồm có lục ngọc, bạch ngọc và vân ngọc. Ngọc được nhận trên khuôn bằng vàng. Tất cả 12 viên ngọc, mỗi viên có khắc tên một con trai Israel. Theo cách khắc con dấu, các viên ngọc tượng trưng cho 12 chi tộc. Họ làm dây chuyền bằng vàng, rồng, biện chặt lại cho bảng đeo ngực. Họ cũng làm hai khuôn vàng với hai khuyên vàng và gắn khuyên vào hai góc của bảng đeo ngực. Họ gắn một đầu của hai dây chuyền vàng vào hai cái khuyên nơi góc bảng đeo ngực, còn đầu kia gắn vào hai khuôn vàng, rồi gắn hai cầu vai phía trước ephod. Họ làm hai khuyên vàng và gắn vào hai góc bên trong của bảng đeo ngực sát với ephod. Họ làm thêm hai khuyên vàng khác và gắn vào bên dưới của hai giải đeo vai ở phía trước ephod, gần với đường nối ngay trên thắt lưng của ephod. Ông dùng dây màu xanh buộc các khuyên của bảng đeo ngực lại với các khuyên của ephod và để cho bảng đeo ngực nằm yên lên trên đai lưng thêu sặc sỡ và không xê dịch trên áo ephod đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho Môi-se. Các áo lễ khác. Các áo khoác ngoài ephod được dệt toàn bằng chỉ len màu xanh, có khoét cổ để tròng đầu. Quanh cổ áo có đường viền
để cho khỏi sòn rách. Họ dùng chỉ màu xanh, tím, đỏ và chỉ gai thắt trái nịu và kết vòng theo gấu áo. Họ cũng làm các lục lạc bằng vàng và gắn trên gấu áo, xen kẽ giữa các trái nịu, các chuông vàng và trái nịu được kết xen kẽ quanh gấu áo. Thầy tế lễ phải mặc áo này khi phục vụ, đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho Môi-se. Họ dùng sợi lanh dệt áo dài cho A-rôn và các con trai người. Sợi lanh mịn cũng được dùng để dệt mũ, mũ xếp cao và quần lót ngắn. Dây thắt lưng được dệt với sợi lanh mịn và thêu chỉ xanh, tím và đỏ, đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho Môi-se. Họ là một bông hoa, một biệt hiệu thánh bằng vàng ròng và khắc trên đó như khắc dấu ấn dòng chữ thánh cho Chúa. Rồi họ dùng dây màu xanh buộc thẻ vào khăn đội đầu, đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho Môi-se. Môi-se thanh tra đền tạm. Như vậy, việc thiết lập đền tạm và trại hội kiến được hoàn tất. Dân Israel làm xong mọi việc đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho Môi-se. Họ đem đền tạm đến cho Môi-se, lều các đồ phụ tùng, móc, vách ván, thanh xà ngang, trụ và đế trụ, mái che bằng da cừu nhuộm đỏ, mái che bằng da dê và các bức màn, dương giao ước với đòn khiêng và lắp chuộc tội, bàn với các đồ phụ tùng và bánh thánh, cây đèn bằng vàng ròng, các đèn gắn lên cây đèn theo thứ tự hẳn hoi, tất cả phụ tùng và dầu thắp, bàn thờ bằng vàng, dầu sức, hương thơm và bức màn che cửa đền, bàn thờ bằng đồng với giá đồng, đòn khiêng và tất cả các đồ phụ tùng, bồn nước và chân bồn, các bức màn quanh hành lang với các trụ và đế trụ, bức màn che cửa hành lang, dây thừng và cọc cắm trại cho hành lang cùng với tất cả các đồ phụ tùng dùng chung trong đền tạm và trại hội kiến, các bộ áo lễ rực rỡ may dệt cho các thầy tế lễ mặc khi thi hành chức vụ tại nơi thánh, kể cả các bộ áo lễ thánh cho thầy tế lễ A-rôn và các con trai người khi họ thi hành chức vụ thầy tế lễ. Dân Israel làm tất cả các công việc đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho Môi-se. Môi-se thanh tra và thấy họ làm đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền, nên ông chúc phước cho họ. Xuất Ai Cập Ký, chương 40. Dựng đền tạm. Sau đó Chúa phán dạy Môi-se: Con dựng đền tạm và trại hội kiến vào ngày mồng 1 tháng giêng, đặt dương giao ước vào trong đền, lấy bức màn để ngăn, che rương, đem cái bàn vào, sắp đặt các đồ phụ tùng trên bàn, rồi đem cây đèn vào và gắn đèn lên cây đèn, đặt bàn thờ dâng hương bằng vàng trước dương giao ước và giăng bức màn che cửa đền tạm, đặt bàn thờ dâng sinh tế trước cửa đền tạm, tức là trại hội kiến, đặt bồn nước giữa trại hội kiến và bàn thờ rồi đổ nước vào bồn, dựng hành lang xung quanh đền tạm và giăng bức màn che cửa vào hành lang. Con lấy dầu thánh sức cho đền tạm và mọi vật trong đền, hiến dâng đền và mọi vật trong đền, và đền sẽ được thánh hóa. Sau đó con sức dầu cho bàn thờ dâng sinh tế và các đồ phụ tùng hiến dâng bàn thờ, và bàn thờ sẽ trở nên rất thánh. Con cũng sức dầu cho bồn nước và chân bồn và hiến dâng bồn. Con đem A-rôn và các con trai người đến cửa vào trại hội kiến và lấy nước rửa họ. Sau đó mặc cho A-rôn bộ áo lễ thánh, sức dầu cho người và hiến dâng người để có thể phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Con cũng đem các con trai A-rôn đến và mặc áo dài cho họ, sức dầu cho họ cũng như con đã sức dầu cho cha họ, để họ có thể phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Lễ sức dầu phong chức thầy tế lễ này có hiệu lực vĩnh viễn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Môi-se làm tất cả mọi điều đúng theo mạng lệnh Chúa truyền dạy. Như vậy, đền tạm được dựng lên vào ngày mùng 1 tháng giêng năm thứ hai. Khi dựng đền tạm, Môi-se đặt các lỗ trụ, dựng các vách ván, đặt các thanh xà ngang và dựng các trụ. Sau đó ông dựng trại lên, che đền và giăng mái, che bên trên trại,
đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy. Môi-se để hai bảng đá có ghi 10 điều răn vào dương giao ước, xỏ lón khiêng vào và đặt nắp chuộc tội lên trên dương. Sau đó ông đem dương vào đền tạm, rồi giăng bức màn che để ngăn che dương giao ước, đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy. Môi-se đặt cái bàn trong trại hội kiến về phía bắc, bên ngoài bức màn, và để bánh thánh trên bàn trước mặt Chúa, đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy. Ông đặt cây đèn trong trại hội kiến đối diện với bàn về phía nam và thắp đèn lên trước mặt Chúa, đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy. Môi-se đặt bàn thờ bằng vàng trong trại hội kiến trước bức màn, rồi đốt hương trên bàn thờ, đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy. Sau đó ông giăng bức màn che cửa đền tạm. Ông đặt bàn thờ dâng sinh tế gần cửa trại hội kiến, rồi dâng tế lễ thiêu và tế lễ chay trên bàn thờ, đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy. Ông đặt bồn nước ở khoảng giữa trại hội kiến và bàn thờ, rồi đổ nước vào bồn để rửa. Môi-se, A-rôn và các con trai A-rôn dùng nước này để rửa tay chân. Mỗi lần vào trại hội kiến hay đến gần bàn thờ, họ rửa tay chân đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho Môi-se. Môi-se dựng hành lang xung quanh đền tạm và bàn thờ, giăng bức màn che cửa vào hành lang. Vậy Môi-se đã hoàn tất mọi công việc. Vinh quang của Chúa. Một đám mây bao phủ trại hội kiến và vinh quang của Chúa đầy dãy đền tạm. Môi-se không thể vào trại hội kiến vì mây bao phủ lều và vinh quang Chúa tràn ngập đền tạm. Trong suốt cuộc hành trình của dân Israel, mỗi khi thấy trụ mây bay lên khỏi đền tạm, họ nhổ chạy ra đi. Nhưng nếu trụ mây không bay lên, họ cũng không ra đi, nhưng cứ ở lại cho đến khi trụ mây bay lên. Như vậy, toàn dân Israel thấy trụ mây của Chúa ở trên đền tạm vào ban ngày, còn ban đêm có lửa trong đám mây trong suốt cuộc hành trình của họ.